chúng ta cứ ngồi thiền một cách bình thường như tất cả mọi tối. Mọi tối chúng ta đều ngồi từ lúc 7:20 đến 8:30 thì cứ này cũng như vậy. Nhưng chúng ta cứ ngồi thiền một cách bình thường, thư giãn. Và hôm nay như con đã thông báo với cả nhà, tức là lúc 7:30 thì chúng ta sẽ có một vị khách mời đặc biệt, một bậc thầy lớn, thầy Minh Tâm đến từ nước Úc, sẽ giảng pháp cho chúng ta của ngày hôm nay. Thì chúng ta còn 5 phút nữa, bây giờ là 7:25, còn 5 phút nữa thì những ai vào sớm rồi mình cứ ngồi thiền để chúng ta đợi các thiền sinh tiếp tục vào thiền đường từ giờ đến 5 phút nữa. Con mong các quý hiền giả chúng ta vẫn tích cực chánh niệm tỉnh giác, nhớ đến chú tâm, tích cực chú tâm ghi nhận mọi cảm giác trên thân. Tất cả chúng ta quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp. Vẫn tiếp tục niên mật thực hành như chúng ta đã thực hành suốt bao nhiêu giờ này. Liên tục chánh niệm tỉnh giác từ lúc mình tỉnh giấc chưa mở mắt cho đến đêm khuya khi chúng ta đi vào giấc ngủ. Liên tục chánh niệm tỉnh giác, bây giờ cũng vậy, tọa thiền cũng vậy, đi đứng nằm ngồi cũng vậy, trong mọi lúc mọi nơi. Xin mời cả nhà cứ tiếp tục chánh niệm tỉnh giác như bình thường. Namo Buddhaya, Namo Sanghaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Bhutan saranam gacchami, Dhammang saranam gacchami, Sanghang saranam gacchami. Chúng con kính bạch Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng con kính bạch Sư Minh Tâm, con kính thưa đại chúng, kính thưa quý vị hiền giả.
Hôm nay là ngày đặc biệt, là ngày 30 tháng 7, là ngày cuối cùng của tháng. Ngày hôm qua là mùng 1, ngày mùng 2, và chúng ta vẫn đang trong mùa ăn cứ kết hạ. Và vẫn như thường lệ, chúng ta hàng tối, hàng ngày đều thiền từ 4:30 đến 5:30 thiền tọa, và buổi tối từ 7:30 đến 8:30. Hôm nay con cũng kính bạch quý hiền giả, quý đại chúng, là chúng ta có một bậc thầy đặc biệt là thầy Minh Tâm, Nam Tông gọi là sư Minh Tâm. Sư đang sống và tu tập tại Úc. Sư không chỉ tưởng mà giảng pháp, và sư còn làm rất nhiều việc thiện. Ví dụ mở ra nhiều các tủ sách, mở nhiều chương trình giảng pháp, và đang làm những cái khu như là được tự động tâm thu nhỏ để Phật tử chúng con có thể về đấy xin bái cũng như là được gần Phật. Thì con cũng bạch kính thưa với chư hiền giả, quý vị đại chúng, chúng ta hôm nay có sư Minh Tâm là có các quang lâm với đạo tràng chúng ta, và tối nay sẽ giảng pháp chúng ta, thì đây là vinh dự rất lớn của tất cả chúng ta. Con kính bạch sư Minh Tâm, thì chúng con có một cái nhóm nhỏ thôi, tức là có khoảng 800 thiền sinh của nhóm nhỏ này này. Thì mỗi ngày chúng con cũng vào thiền đường khoảng 100 thiền đường, chứ thay nhau người vắng buổi này, người vắng buổi kia, người vắng sáng buổi tối, nhưng mà thường vào là khoảng 100 trong số 800 thiền sinh nhau như vậy. Thì ngày nào cũng đều đặn là đều hai thời sáng tối là thiền tọa, rồi chánh niệm tỉnh giác, rồi thực hành tứ niệm xứ, rồi nghe kinh, rồi học kinh, giảng kinh Nikaya, gồm trường bộ, trung bộ, tương ưng tăng chi về tỉ bộ. Thì hôm nay chúng con rất hân hạnh và rất hạnh phúc và rất là bất ngờ được thỉnh cầu, được sư Minh Tâm rủ lòng thương đến giảng pháp và hướng dẫn chúng con tu tập. Đây là cái hạnh phúc lớn của chúng con. Thì giờ này đạo tràng đã thanh tịnh, chúng con cũng đã ngồi thiền những phút. Thì chúng con xin kính mời sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sở thụ, sở thụ, sở thụ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sangham saranang gacchami. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính lễ Đức Thế Tôn, bậc thầy của trời và người. Ngài đã trôi lăn trong sanh tử luân hồi trong vô lượng kiếp, tìm ra nguyên nhân của sự đau khổ trong sanh tử luân hồi, và chính Ngài cũng đã giải thoát ra khỏi sanh tử luân hồi. Nay Ngài dạy lại cho chúng con cách để chúng con cũng giống như Ngài vượt ra khỏi sanh tử ưu bi phiền não. Chúng con xin nguyện trọn đời quy Phật. Chúng con xin nguyện trọn đời quy Pháp. Chúng con xin nguyện trọn đời quy Tăng. Sa thú, sa thú. Trước hết xin đức mặt ở trong đàn, xin kính chào anh tiến sĩ Nguyễn Minh Hùng, xin kính chào tất cả quý vị Phật tử. Rất là được hân hạnh sư có mặt ở đây, và sư trước hết sư nghĩ chúng ta nên dành chừng 30 phút thực tập, và xin kính mời tất cả các chư vị. Xin thỉnh tất cả quý vị lưng thẳng lên, quý vị kiểu gì cũng được, bám già, nhích già hay là ngồi xoải chân cũng được, không sao hết. Quan trọng là lưng cho thẳng, cổ cho thẳng, hai hàm răng cắn nhẹ vào nhau, hai ngón tay cái giữ vào với nhau, mắt nhắm lại, thở vào, quan sát hơi thở vào. Từ đầu tới cuối đều nhận biết hơi thở đang đi vào, đếm 1, hơi thở đi ra, đếm 2,
đếm tới 10 rồi đếm ngược lại. Nó vào 1, nó ra 2, nó vào 3, nó ra 4, đếm tới 10 rồi đếm ngược lại. Thở vào 10, thở ra 9, thở vào 8, thở ra 7. Chú tâm vào hơi thở, bám sát vào hơi thở. Tư tưởng nào đang xảy ra, vứt bỏ. Thở vào, bám sát hơi thở vào, quan sát từ lúc bắt đầu thở vào tới lúc hết thở vào. Thở ra, quan sát từ lúc bắt đầu thở ra cho tới lúc hết, không còn thở ra nữa. Nhớ theo dõi đếm, đếm trật thì đếm lại từ đầu. Chú tâm và hơi thở bắt đầu từ giờ phút này. Thở vào, quan sát từ đỉnh đầu xuống dưới cằm trước mặt thôi. Dẫn tâm từ trên đỉnh đầu đi xuống dưới trán, xuống dưới hai mắt, hai má, xuống dưới mũi, xuống dưới môi, xuống dưới cằm.
quan sát trên toàn diện phía trước mặt, các điểm nào lăn tăn khó chịu ngứa ngáy nhỏ nhất cũng phải thấy. Quan sát từ đỉnh đầu xuống dưới cằm, thở vào. Quan sát từ cằm lên trên đỉnh đầu, thở ra. Phải thấy trước mặt hoàn toàn đang rung động. Từ trên đỉnh đầu dẫn tâm quan sát hết tất cả trước mặt xuống dưới cằm, thở vào. Từ dưới cằm dẫn tâm đi ngược trở lên đỉnh đầu, thở ra. Phía trước mặt thôi, quan sát tất cả các điểm lăn tăn khó chịu, nhỏ nhất cũng phải biết. Ghi nhận thôi, không có đứng lại, đừng đặt tên. Nhận biết chỗ đó có ngứa ngáy khó chịu. Thở vào, dẫn tâm từ trên đỉnh đầu xuống dưới trước trán, trước mắt, trước mũi, cằm. Các điểm lăn tăn khó chịu, nhỏ nhất, ngứa ngáy cũng đều phải nhận biết. Thở ra, dẫn tâm từ cằm đi ngược lên trên đỉnh đầu.
Thở vào dẫn tâm từ đỉnh đầu xuống dưới trán, xuống dưới mũi, xuống dưới cằm. Các điểm lăn tăn khó chịu nhỏ nhất ở trên mặt đều phải nhận biết. Thở ra từ cằm dẫn tâm đi ngược lên trên đỉnh đầu. Trong lúc thở ra thở vào, nếu trong tâm có một cái tư tưởng nào, hình ảnh nào xuất hiện, gạt bỏ ra, tốt mấy cũng phải bỏ.
Xin thỉnh đại chúng xa thiền. Từ từ thả lỏng toàn thân. Quý vị nào ngồi lâu, ngồi nhiều, từ chiều tới giờ thì nên dùng 10 đầu ngón tay cào từ trước trán ra sau ót. Về y học đó là đem máu vào trong não. Nếu quý vị làm như vậy một ngày chừng 30 lần,
cả đời có thể không bị tai biến mạch máu não. Đấy, giống như là thầy Hồng làm rất là đúng, cào như vậy mà các cái máu nó chạy vào trong não. Khoa học về y khoa người ta đã chứng minh là nếu làm như vậy ngày chừng 2 lần, mỗi lần chừng 30 cái thì cả đời không bao giờ bị tai biến mạch máu não. Lúc nào máu cũng có đầy đủ nuôi cái não. Chúng ta sống nhờ cái não và trái tim. Tim thì nó bơm máu, mà não thì nó điều khiển toàn thân. Thả lỏng toàn thân, khi quý vị xả tiền, quý vị nên chú ý vào cái thân, thân niệm, thân nghiệp. Thân nó cử động như thế nào, nó tạo nên nghiệp. Nếu biết tỉnh giác chánh niệm thì nó có trí tuệ giải thoát. Còn nếu chúng ta làm theo cái thói quen thì nó sẽ rớt vào cái nghiệp để cái tiếp tục đi tái sanh. Cho nên ngay những cử chỉ hành động đều là tu. Ta chú ý. Nhấc tay, nhấc chân đều phải có như lý tác ý. Các pháp thiện đều sanh, nhận biết rất rõ. Khi chúng ta nhận biết rõ, tuệ giác phát sinh. Muốn biết rõ phải có chánh niệm. Rồi xin cung thỉnh đại chúng. Sa thú, sa thú. Sư niệm Phật rồi sư sẽ nói chuyện với quý vị một chút. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Kính bạch chư tôn đức đang có mặt trong đạo tràng. Thưa tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hồng. Thưa tất cả quý Phật tử. Thiền tứ niệm xứ rất phổ biến. Ở trên thế giới trong những năm qua. Và đặc biệt là một chi phần ở trong ấy được trích ra để làm khởi đầu cho một cái phong trào gọi là Vipassana ở trên thế giới trong những năm qua. Nhưng nếu chúng ta tìm hiểu cho kỹ theo như lời Phật dạy thì cái việc nó phải diễn tiến khác đi một chút. Từ bài Kinh Chuyển Pháp Luân cho tới khi Đức Phật nhập Niết Bàn, vị đệ tử cuối cùng tới gặp Đức Phật khi Ngài nhập Niết Bàn có hỏi Ngài tu như thế nào để giải thoát, thì Ngài nói ngày nào còn có người ta thực hiện bát thánh đạo thì ngày ấy còn có thánh giả ra đời trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Nói như thế có nghĩa là bát thánh đạo là chính, mà tứ niệm xứ là điểm cuối cùng. Bát thánh đạo nếu không có, không có chánh kiến thì tu tứ niệm xứ chỉ được phước thôi. Ngài Đề Bà Đạt Đa tu tới bát định, tức là diệt thọ tưởng phi phi tưởng xứ, và chứng được 5 thần thông. Nhưng vì không tu tập bát thánh đạo cho nên cũng rớt xuống địa ngục. Cho nên bát thánh đạo là cái chánh. Và trong bài Kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Thế Tôn nói con đường bát thánh đạo là con đường diệt trừ ưu bi phiền não. Thế thì trong bát thánh đạo
đó là một cái con đường để nâng cấp cái trình độ nhận thức trong những hành động, trong những suy tư, trong những lời nói của chúng ta, nâng cấp từ chỗ không biết tới chỗ biết, từ chỗ vô thức tới chỗ có ý thức hoàn toàn, từ chỗ phàm phu cho tới chỗ cao thượng là bậc thánh. Kính thưa quý vị, hàng ngày chúng ta đều phải ăn và ngủ, đó là hai cái hành động chính bảo đảm sự sinh tồn và giữ vững được cái năng lượng ở trong cơ thể con người. Thường thường người ta có thể nhịn đói khoảng một vài tháng, nhưng mà lâu hơn chừng một năm thì chưa thấy. Có một vị đại sư ở bên Miến mà sư quen biết đã thỉnh sang Việt Nam, ngài nhịn 87 ngày, và ngài nhập thất là 10 năm, một lần nhập thất là 10 năm, hai lần nhập thất. Thế thì trong kinh Phật dạy, cái điều mà chúng ta trong đời sống hàng ngày ít quan tâm, nhưng nó rất là quan trọng, để khi chúng ta phải đối diện hai vấn đề trọng đại. Thứ nhất là bệnh. Có những loại bệnh trầm kha đau đớn kinh khủng và liên tục. Nếu ta không có phương cách để điều trị cái tâm, thì dẫu có uống thuốc cái chăng nữa nó vẫn đau, vẫn khổ. Và Đức Phật nói cái mũi tên khổ nơi tâm là mũi tên thứ nhì. À, người ta bắn một mũi tên vào thân, bắn thêm cái mũi tên vào tâm nữa, cho nên khổ thân, khổ tâm. Và cái điều thứ nhì mà chúng ta phải đối diện là cái chết. Và ai cũng phải chết. Giàu cũng chết, thông minh cũng chết, nghèo cũng chết, không ai thoát khỏi. Và thường thường khi đối diện với cái bệnh, với cái chết, con người ta đều hoảng loạn, đều hoảng hốt. Ngoài trừ những vị đã chứng A-la-hán, tức là ở trong cái diệt thọ tưởng định, các ngài không còn cảm giác nữa, cho nên các ngài thông dong tự tại. Và đặc biệt là cái tấm gương của ngài Mục Kiền Liên Mongkolana, khi ngài quán chiếu thấy cái nghiệp nó đã đến, mặc dù là bậc đại thánh có thần thông bay lên trời, xuống dưới biển, chui dưới đất, nhưng mà thấy rằng cái nghiệp nó đã đến và nghiệp nó đã trổ, ngài không tránh. Ngài hai lần đầu ngài biến mất khi cái đám côn đồ nó đến nó hành hung, thì ngài khởi tâm lên thị dụng thần thông thì biến mất. Nhưng lần thứ ba ngài ngồi yên đó để cho nó ném đá nát thây, nó băm ra, và khi nát thây rồi thì cái điều hùng tráng nhất ở trong kinh điển mà mọi người quên, đó là ngài vận dụng thần thông ráp từng cái miếng thịt rời lại và đi đảnh lễ Đức Phật trước khi ngài nhập Niết Bàn. Tức là cái người con Phật trước khi chết vẫn nhớ ơn Đức Phật trong cái tình huống bi đát nhất. Đó là bức tranh hùng tráng nhất. Và ngài đến đảnh lễ Đức Phật để từ biệt bậc đại trí đại giác, bậc thầy của trời và người trước khi ngài nhập Niết Bàn. Bậc đại thánh có đầy đủ quyền năng, có thần thông, đã chứng A-la-hán mà khi nghiệp đến cũng phải trả thôi, thưa chư vị. Nhưng mà ngài trả trong cái an vui, tâm nó không có hoảng hốt. Thế thì mục đích chúng ta tu tập để làm gì đây, thưa chư vị? Chúng ta ngồi thiền hàng ngày, chúng ta lạy Phật hàng ngày,
Mà nếu chúng ta không hiểu thì nhiều lúc lại đâm ra tà kiến và dẫn tới hậu quả không tốt. Trong bài kinh hạnh con chó ở kinh Trung Bộ có cái đạo thờ bò thờ chó nhằm mục đích để tiêu diệt cảm xúc bằng cách ở chuồng và sống như chó như bò. Mà Đức Phật đã cảnh cáo tu kiểu ấy thì nếu có chứng thì thành bò thành chó, và nếu không chứng thì rớt xuống địa ngục. Thế nếu như chúng ta cũng ngồi, cũng thở, mà chúng ta không có bát thánh đạo, thì cẩn thận, chúng ta đang thực hành cái đạo giống y như là người ta thờ bò thờ chó. Có phước hay thưa chưa vậy? Mà có phước cũng tránh khỏi nghiệp. Ở trong kinh Pháp Cú có câu chuyện đệ tử của Đức Thế Tôn là đệ tử của Đức Phật là phước lớn vô cùng, chúng tôi ao ước mà còn không được. Nhưng khi Ngài chết, Ngài biến thành con rận. Đệ tử của Đức Phật mà phải biến thành con rận bò trong áo cà sa, tại vì Ngài mê cái áo cà sa bà chị cúng dường mà Ngài chưa được mặc. Cái thần thức lập tức nó rớt xuống dưới, nó làm cái con rận liền. Có nghĩa là nếu tâm chúng ta còn dính mắc bất cứ một cái gì thì khi chết nó đi theo cảnh giới đấy, thưa chư vị. Thế thì tu tập bát thánh đạo là chuyển hóa cái tâm phàm. Trước hết là chuyển hóa cái tâm súc sanh ở trong chúng ta thành tâm phàm. Và chuyển hóa cái tâm phàm thành tâm cao thượng, tâm thánh. Tâm phàm là tâm súc sanh là gì thưa chư vị? Tức là ăn, ngủ, ăn vô thức, thấy ngon muốn ăn nhiều, thấy dở muốn chê bai, cái lỗ tai khen người ta phỉ báng, phiền não, khen người ta khen, thích thú. Tất cả những cái hành động ấy Đức Phật quy định là súc sanh tánh, tâm súc sanh. Con người nhận biết, tìm hiểu nguyên do tại sao người ta phỉ báng mình, đó gọi là người phàm phu. Vẫn buồn, vẫn vui, ăn vẫn thích ăn, nhưng mà biết nhìn trước nhìn sau. Ví dụ ngồi trong nhà có ông nội răng ống không ăn được, ta nhường ống những món ngon mềm, đó là làm người có tu, là phàm phu. Còn bậc thánh thì khỏi nói, hy sinh hết tất cả cho chúng sanh không quan tâm, tại vì đã dẹp trừ được bản ngã. Đạo Phật không phải là để ngồi thiền để chứng thánh hay là làm cái gì cao lớn lắm. Đạo Phật chỉ có một cái trọng điểm, tất cả các giáo lý mà Đức Phật dạy nó nằm ở trong cái chữ buông. Bà La Môn ở trong kinh Trung Bộ tới gặp Đức Phật, nói giáo lý Ngài nhiều quá, con không nhớ được, con không hành được. Ngài chỉ cho con tóm tắt lại, tóm tóm lại đi. Đức Phật nó chớ dính mắc một cái gì, buông đi. Có người Bà La Môn khác đem lại hai bó hoa để cúng dường Phật, hỏi con muốn học cái pháp giải thoát. Đức Phật nói buông, ông buông tay trái, rớt cái bó bông. Đức Phật nói buông, ông buông tay phải, rớt bó bông bên tay phải. Đức Phật nói buông, ông nói con buông cả hai tay rồi. Đức Phật nói này kẻ ngu dại kia ơi, ta đâu có phải bảo nhà ngươi buông hai tay. Thế chúng ta hiểu như thế nào đây? Hằng ngày chúng ta vẫn ăn, kiếm đồ ăn ngon, rồi có nhiều khi đi làm cực khổ, kiếm nhà hàng 5 sao, ăn chay, ăn rau ăn củ, đi kiếm nhà hàng 5 sao ăn. Nhà hàng dở không ăn? Cái tâm gì thế quý vị? Tu Phật là tu tâm, sửa tâm sửa tánh. Mà cái tâm ta không thay đổi, ta vẫn ưa thích ăn ngon,
Tôi thích ăn sang. Mà chúng ta quên một điều là cái kết quả của cái ăn. Sau khi chúng ta ăn xong đi toilet, nhà hàng 5 sao với nhà hàng 1 sao, thưa chư vị, nó có khác cái mùi không? Nó cũng thế. Chúng ta chỉ cần ăn những cái gì cần thiết cho cơ thể, dinh dưỡng cho cơ thể để tồn tại. Hiểu biết, hiểu dục tri túc, đó là cái đầu tiên. Và muốn thực hiện được thiền cho rốt ráo thì cái chứng vào sơ thiền đơn giản lắm thưa chư vị. Ly dục, ly bất thiện pháp. Đừng muốn nữa. Đừng muốn bất cứ cái gì, kể cả muốn ngồi thiền, kể cả muốn là chứng, chứng vào sơ thiền cũng là muốn. Cứ thông dong ngồi, buông. Ly bất thiện pháp. Bất thiện pháp ở đây không phải là sắc sân trộm cắp, mà bất thiện pháp ở đây là những cảm xúc dục lạc đều từ bỏ. Thí dụ cầm cái điện thoại lên, cái ánh sáng, cái màu sắc ở trong điện thoại nó đưa vào mắt, nó tạo nên cảm xúc. Nhìn cái hình ta sẽ khởi lên thích hoặc ghét, đó là tham sân. Từ bỏ bớt đi những cái không quan trọng. Người ta lúc này thường thường làm biếng lắm. Làm biếng hoạt động về thể lực, cũng như làm biếng hoạt động về cái trí lực. Cho nên cái vấn đề mà đọc sách đó, cũng là hiếm. Ta làm biếng lắm. Và sư cũng đã là trong suốt một năm qua đó, cổ động và lập được 14 cái chi nhánh ở toàn nước Việt Nam, từ ngoài Hà Nội cho tới Bạc Liêu. 14 cái chi nhánh thư viện nhỏ nhỏ giúp cho người ta tới đó ngồi thiền đọc sách. 50% trong số sách đó được tuyển từ công ty sách Thái Hà. Có chất lượng, rất là tốt. Hướng dẫn đạo đức, nhất là cho các trẻ em rất thích đọc, đem về nhà đọc. Sư cho luôn, rồi sư mua cái khác không sao hết. Nhưng mà điều đó cho thấy thể lực và trí lực hai cái phải đi song song. Chúng ta hàng ngày ăn để cho cơ thể nó mập, mà chúng ta không vận động thì nó béo phì và nó sẽ sinh bệnh. Nó sinh bệnh. Và trí tuệ cũng vậy. Nếu chúng ta không đọc sách, không nghiên cứu, không vận dụng suy nghĩ thì trí tuệ sẽ bị tê liệt. Nhất là trong cái não chúng ta, nó có hai phần. Phía bên phải nó dính líu tới cảm xúc, và phía bên trái dính líu tới lý luận, logic. Nếu như chúng ta không cân đối được cả hai, mà chúng ta siêng năng về một cái, thì cái này sẽ hại cái kia. Thí dụ như hàng ngày chúng ta đối diện, đối cảnh, ưa thích ăn, sắc thinh hương vị, mùi vị, âm thanh, ưa thích nhạc, ưa thích màu sắc, đều là những cảm xúc phát triển cái bộ não phía bên phải. Và nếu nó không cân đối thì hàng ngày chúng ta đều phản ứng một cách vô thức, vì nó là cảm xúc. Cảm xúc nó không có suy nghĩ. Cho nên ta phải cân đối phía bên trái, cái não bên trái, bằng cách có suy tư, chịu khó đọc sách, chịu khó ngồi thiền, chịu khó suy tư, biết điều trúng, điều sai, điều tốt. Bát thánh đạo là gì? Bát thánh đạo sư ví như thế này, hình dung để cho quý vị dễ hiểu. Tại vì sư có hứa với anh tiến sĩ Hùng là chỉ có 30 phút thôi, thành thử ra sư chỉ có được phép tận dụng đến thời gian đó. Ví như là cái trò chơi đánh golf. Quý vị thấy người ta đứng thật xa, người ta có cái trái banh nhỏ xíu bằng cái trái bình bông á, trắng trắng, đứng thật xa. Rồi á, người ta đánh vào làm sao cho nó lọt vào một cái lỗ thật là xa. Thế thì kính thưa chư vị, làm sao người ta thấy được cái lỗ xa thật xa để mà ta đánh trái banh vào? Đầu tiên người ta phải cắm cái cờ. Đấy, ta cắm cái cờ ta biết hướng, rồi người ta mới đánh trái banh nó tới đó.
gần đó rồi người ta mới có thể đánh nhẹ một cái trái banh nó mới lọt vào cái lỗ. Quý vị đây có hình dung được cái đánh golf chưa? Có ai thấy người ta đánh golf chưa? Nó là như vậy đó thưa chư vị. Thế thì đầu tiên là bát thánh đạo thông qua giới định tuệ, nó giống như cái cờ thật là xa, mình không thấy được cái lỗ, tức là cái nơi mà mình buông hết để thành A-la-hán. A-la-hán là gì? Không phải là cái vị cao xa đâu, là cái vị buông hết, không còn cái gì hết nữa, không còn chấp thủ một cái gì hết thì gọi là A-la-hán. Buông cả phiền não, buông cả ngã mạn, buông hết, không còn cái gì hết. Thế thì cái việc đầu tiên chúng ta thực hành bát thánh đạo trong đời sống hàng ngày, giới định tuệ thông qua chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tinh tấn. Mà cái đầu tiên vẫn là phải có chánh kiến. Nếu không có chánh kiến, quý vị không biết là cái nào nên giữ, cái nào không. Đấy, sư hồi nãy sư có thí dụ ăn nhà hàng 5 sao với ăn nhà hàng 1 sao. Quý vị đi ăn chay đi, quý vị thấy nhà hàng 5 sao vào, không khí nó tạo cho mình cảm giác, tạo cảm giác là cảm xúc, cảm xúc thì thọ, thọ thì có thọ lạc, thọ khổ, và có phiền não, chắc chắn. Đồ ăn ngon thì quý vị thấy có thọ lạc, mà ăn không ngon mà lại phải trả tiền nhiều thì cảm thấy khó chịu. Mà lỡ như bồi trong nhà hàng đem ra cái món mà mình không gửi, hoặc là mình không gọi mà nó cũng đem ra, để mình khởi lên khó chịu, cái tâm nó tâm sân. Đấy, tâm sân. Và ăn nhà hàng 1 sao thì chất lượng nó cũng vậy thôi chư vị, cũng cà rốt, cũng khoai tây, chẳng có gì khác. Và các chất đều đưa qua các cái hệ thống ở trong ruột chúng ta, và cuối cùng nó cung cấp cái năng lượng, các chất khoáng, các chất năng lượng, nhất là C6H12O6, tức là glucose, để cung cấp năng lượng cho cái cơ thể chúng ta. Enzyme là quan trọng. Đấy, thì đại khái các cái chất nào nó cũng có nằm trong rau củ hết, nằm trong các hạt đậu hết. Tại sao ta phải đi cái nhà hàng 5 sao? Tại vì giá trị xã hội quy định sang trọng. Nhưng mà cuối cùng thưa quý vị, đi toilet thì hai cái nó giống nhau. Không phải đi nhà hàng 5 sao rồi nó thơm. Mà chúng ta chấp cứng ngắc như vậy thì cái tâm nó dính mắc. Quý vị có thể cúng dường chùa, in kinh, nhưng mà chắc chắn là quý vị không làm được những cái chuyện như ngài Cấp Cô Độc mà cúng dường nguyên cái vườn kỳ viên cho Đức Phật suốt đời. Mà các vị cũng không thể nào in kinh như ngài Lương Võ Đế mà 82 kiển chùa cúng dường cả chục ngàn tăng ni bồi dưỡng cả hàng ngày. Và quý vị cũng thế nào làm được cái chuyện mà cúng dường kinh xây chùa như là ngài ni sư Chứng Nghiêm hiện giờ đang ở trên Đài Loan. Ngài có 50 cái bệnh viện ở khắp mọi nơi để cứu người ta, mỗi cái bệnh viện 1.000 giường miễn phí. Và ngài nuôi dưỡng cả chục ngàn tăng ni tu học trong cả hàng chục năm nay miễn phí hết. Cho nên những cái việc làm của chúng ta chỉ là làm theo phong trào, chúng ta không làm được những cái việc như quý ngài đó. Thế mà khi Tổ Đạt Ma gặp Lương Võ Đế, Tổ Đạt Ma nói ông làm như thế chẳng có một chút công đức nào cả, tại vì chạy ra bên ngoài, chạy theo danh, chạy theo phong trào, chùa này tốt, chùa kia xấu, học thiền cái này hay, thiền kia dở. Chẳng có cái nào dở, cái nào hay hết á. Do mình hết. Đức Phật dạy, mà trong cái thời Đức Phật, đâu phải vị nào cũng chứng đắc. Rồi Bà La Môn lại hỏi, bạch ngài Cù Đàm, hà cớ gì mà tại sao có chư tăng, có người chứng, có người không chứng? Đức Phật nói, ta chỉ là đạo sư, ta chỉ cho cái bản đồ, ta nói đây là con đường, đây là điểm đứng, đây là điểm đến, đi như thế này. Con đứa nó làm, đứa nó không làm. Đứa nào làm thì nó đến, đứa nào không làm, không thực hành thì nó không đến. Thì lỗi tại ta hay lỗi tại nó? Cho nên chúng ta may mắn
có được phương tiện, nhất là quy tụ được huynh đệ, anh em dưới sự dìu dắt của anh tiến sĩ Hùng, đã đi và đã tìm được sự an lạc trong cuộc sống. Đừng có samsara. Cái chữ samsara đó, tiếng Phạn đó, người ta dịch là luân hồi, mà không phải. Đức Phật khi Ngài chứng đắc, Ngài nói ta đã samsara nhiều đời nhiều kiếp, tức là ta đã lang thang. Xin quý vị đừng có lang thang. Đào giếng mà mình cứ đào chỗ này một chút, chỗ kia một chút, thì tới chừng nào nó mới sâu, mới có giếng. Mình cứ đào một chỗ, đào thật sâu, rồi nó sẽ có nước. Tu cũng vậy. Trước hết ta khởi hành bằng bát thánh đạo. Có giới. Người không có giới thì Đức Phật nói người không có giới như người què. Người không có pháp như người mù. Không có giới, không có pháp thì cứ như què như mù, chẳng đi đến đâu được. Cho nên giới phải giữ cho nghiêm. Nhỏ nhất cũng phải giữ ở nơi khẩu, nơi thân, nơi ý. Thí dụ giới sát sanh, ý cũng không sát sanh nữa. Và ý không sát sanh nó mới có tâm từ. Mà Đức Phật đã nói trong kinh Trung Bộ rất là nhiều đoạn kinh, như kinh Tăng Chi, kinh Tương Ưng. Quý vị chỉ cần tu giữ được tâm từ, phát triển được tâm từ và giữ được giới nghiêm trì, thì Đức Phật bảo đảm luôn. Đức Phật nói sẽ chứng vào Anagami, tức là Anaham. Dưới A-la-hán một bậc à. Tức là nếu có sanh thì cũng sanh lại lần thôi, hết. Và nếu có sanh cũng làm chư thiên hoặc là người sang trọng. Quý vị chỉ cần giữ giới nghiêm trì và tu phát triển tâm từ. Đấy. Từ nó chống lại cái sanh, sát sanh. Sát sanh với từ hai cái nó đối chọi nhau. Và việc ấy phải làm ở trong ý, trong khẩu, trong thân. Không phải thân sát sanh mà miệng cũng sát sanh nữa. Mà ý cũng không sát sanh nữa. Nó phải như vậy mới được. Mà muốn làm được những cái việc như vậy, chúng ta phải thực hiện bát thánh đạo trong đời sống hàng ngày. Đi đứng nằm ngồi đều phải thực hiện bát thánh đạo và cái chánh kiến. Mà cái chánh kiến quan trọng nhất là phải thấy sự hiểm nguy của sự tái sanh. Tại vì không có gì bảo đảm là ta sẽ tiếp tục sanh làm người. Tu cỡ nào cũng chưa chắc. Ngài Lương Võ Đế đó, cúng dường xây 82 kiện chùa, vua mà xây chùa thì lớn cỡ nào. Mà khi chết đó, là con mãng xà liền ngay. Thế thì cái điều quan trọng của chúng ta ở đây là hai cái, bệnh và chết. Thực tế đi, đừng có nói xa vời là chứng Phật hay chứng A-la-hán dài dòng. Bệnh chúng ta sẽ gặp. Và có những cái bệnh trầm kha, ta chết không nổi. Nó không cho chết đâu quý vị. Nằm đó 10 năm đau đớn, ta phải đối diện với nó như thế nào. Để rồi khi chết ta có hoảng loạn không? Tại vì ngay trong cái giờ ấy Đức Phật nói, trong kinh có một cái chỗ rất là lý thú. Đức Phật nói như thế này: từ cái lúc ta chết, tức là thân xác này hoàn toàn, não chết, tim chết, coi như chết rồi, cho tới lúc ta bước chân sang cảnh giới khác, cảnh giới của ngạ quỷ súc sanh, hay cảnh giới của chư thiên, hay cảnh giới của loài người, hay cảnh giới của cái gì đi chăng nữa, địa ngục đi chăng nữa, Đức Phật nói có một khoảng thời gian chính giữa. Đức sư không biết dịch nó là như thế nào, nó gọi là gap time, khoảng rất nhỏ, mà Đức Phật nói là một phần tỷ giây. Trong một phần tỷ giây đó thôi, ta bước từ thế giới này sang thế giới kia, một phần tỷ giây. Và Đức Phật nói khẳng định, nếu ta có tu tập, tâm nó định, thì trong một phần tỷ giây ấy, ta có quyền quyết định cái nơi ta đến. Dẫu bất chấp là quý vị là cái gì, quý vị tạo ác như thế nào ở trong cuộc đời này, nhưng mà trong một phần tỷ giây ấy là quý vị toàn quyền được quyết định cái nơi mình đến sau khi mình chết. Muốn sanh thiên thì sanh thiên. Rồi cái nghiệp á, nó sẽ theo cái ông chư thiên đấy. Nó đòi. À, tại vì ông còn là chư thiên, chưa vượt ra khỏi ba cõi sáu đường thì nó sẽ đòi. Ông muốn làm nhà giàu, nó có thể thành là nhà giàu. Trong một cái sát na đấy, trong một cái phần
tỷ giây ấy, ta có toàn quyền quyết định cái vận mạng của chúng ta, cái nơi chúng ta sẽ sinh. Nhưng lúc ấy ta có hoảng hốt không? Bây giờ ta không có định thì tới lúc đó thì ta chẳng biết gì hết, ta sẽ đi theo nghiệp lực nó lôi thôi. Ngay lúc ấy Đức Phật nói nếu muốn làm vua cũng làm vua được, ta sẽ sinh làm con vua. Rồi cái nghiệp á, ác nó đi theo để nó đòi. Có nhiều khi ông vua bị chột mắt, ông vua bị què chân, ông vua bị ám sát, đủ mọi thứ. Nhưng mà muốn là làm được, tại vì cái tâm nó rất là mạnh. Tâm tạo ra cảnh giới mà. Tâm tạo ra cảnh giới. Cho nên ngay cái giờ phút này, nếu chúng ta tu tập Bát Thánh Đạo, chúng ta đối diện với cái chết và cái bệnh là cái quan trọng. Ở trong kinh đó, chép rất nhiều những câu chuyện Đức Phật và các ngài Thánh Tăng như ngài Ca Diếp khi bị bệnh thì như thế nào, thì chuyện đấy không quan tâm, tại vì các ngài lớn rồi. Nhưng mà riêng có một trường hợp mà sư nghĩ rằng cần phải nói ở đây, vì nó liên hệ tới cái tứ niệm xứ. Đó là trường hợp ở trong kinh Tăng Chi nói về ngài Anuruddha. Khi ngài bệnh trầm kha, bệnh nặng, đau đớn vô cùng, thì thay vì ngài đã chứng được diệt thọ tưởng định, tức là nếu ngài áp dụng cái loại thiền ấy thì coi như ngài không thấy cái đau nữa. Tại vì diệt thọ tưởng định là nó không còn cảm giác nữa. Cho nên cái đau về thân không ăn thua gì. Nhưng ngài lại không làm việc đấy. Ngài áp dụng tứ niệm xứ. Và ngài áp dụng cái chánh niệm. Samasati. Áp dụng chánh niệm. Để đối diện với cái bệnh. Chấp nhận với cái bệnh. Coi bệnh như bạn. Và đối diện với nó. Thế thì chư Thánh Tăng, ngài Xá Lợi Phất và ngài A Nan tới hỏi được. Thì ngài Anuruddha nói như thế này: tôi đối diện với cái đau. Cái đau nó rất là kinh khủng. Đau như là xé xác ra, như là cái người ta cột cổ kéo đi. Hai người đàn ông mạnh khỏe kéo chân tôi ra, cột chân kéo xé xác ra. Nhưng tôi đối diện với nó bằng chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác. Quán những cái sự sanh diệt, hiện tượng sanh diệt ở trên thân, hiện tượng sanh diệt ở trên thọ, hiện tượng sanh diệt ở trên tâm, và hiện tượng sanh diệt ở trên pháp. Và nhờ ngài quán như vậy, ngài chứng A La Hán. Tại vì ngài đã tu Bát Thánh Đạo rồi, các vị thánh Bát Thánh Đạo giới giữ nghiêm trì mà tu tập miên mật, ngài đã tu tới diệt thọ tưởng định mà, tức là không còn cảm giác nữa, ai cắt đầu cũng không có đau nữa. Nhưng mà ngài không sử dụng cái đấy để đối diện với cái bệnh, mà ngài sử dụng cái tứ niệm xứ, nhiệt tâm, tỉnh giác trong từng sát na, đối diện với cái đau ở trên thân, cái sự sinh diệt của cái đau. Cái đau nó không có tồn tại đâu quý vị. Nếu quan sát kỹ một cái chuỗi đau dài mà chúng ta tưởng đau dài, thực sự ra nó là kết hợp của cả hàng tỷ cái sinh diệt ở trong cái đau. Nó giống như là quý vị có cái quyển phim cine, thực sự ra nó ghép hình cả hàng tỷ cái hình tính để nó tạo ra một cuốn phim. Cái tâm chúng ta cũng vậy. Trong mỗi một sát na nó chỉ chụp được một cái tấm hình thôi. Và nó ghép lại nhiều thành ra cái chuỗi. Thế thì ngài quyết định đối diện, chấp nhận, thọ nhận cái đau để giải quyết nó. Bằng sự tỉnh giác, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Và ngài giải quyết luôn. Không có nói diệt thọ tưởng định gì nữa, không cần nữa. Ngài chứng A La Hán, chấm dứt khổ đau.
Thế thì kính thưa chư vị, nó giống như đánh golf. Từ xa ta không thấy được cái lỗ. Nếu ta chỉ tối ngày á, tập thiền tứ niệm xứ thì e rằng ta không thấy được cái lỗ, ta không thấy được cái điểm đích đến. Ta phải có bát thánh đạo, giới đi đầu, rồi hàng ngày hành trì 24 tiếng hồ. Chứ không thể nào nói ở lúc nào lên đạo tràng rồi mới ngồi thiền. Mà nãy giờ quý vị ngồi 30 phút, sư hỏi thiệt quý vị, trong 30 phút đó, quý vị nghĩ bao nhiêu chuyện? Nói thở ra thở vào chú ý, có chú ý được không? Hay là tâm nó vẫn nghĩ chuyện này chuyện kia? Cho nên cái bài học đầu tiên ở trong chánh niệm đưa tới chánh kiến, và Đức Phật nói chánh kiến vẫn là dẫn đầu. Phải sợ sự sanh tử, tại vì không biết lúc nào mình chết, và không biết rằng khi mình chết mình sẽ thành cái con gì. Phải sợ nó thì mới có thể có chánh niệm, mới tập trung được. Người không sợ hãi sự sanh tử thì không có tập trung đâu. Thích ăn thích ngủ là hai cái chính, còn nhiều vấn đề khác nữa, nhưng mà chỉ nói hai cái chính là ăn và ngủ. Một ngày quý vị ăn ba bữa là ba lần quý vị bị tấn công bởi những cái cảm giác dục lạc. Đấy, rất là nguy hiểm. Thành thử ra thực hành bát thánh đạo là đầu. Rồi sau đó quý vị chỉ cần chọn một trong bốn cái, thân thọ tâm pháp, chọn cái thôi cũng được, thực hiện cho minh mật. Ví dụ quán thọ, quan sát những cảm xúc ở trên thân, đi có khó chịu không, có cẩn thận không, nếu không có chánh niệm nó nhiều lúc té xuống. Đấy, hôm nay tại vì thời giờ có giới hạn, sư hứa với anh tiến sĩ Hùng thì bây giờ nó cũng là bây giờ nó cũng tới rồi, cũng trễ mấy phút, xin sám hối với đạo tràng, sám hối với anh Hùng. Nhưng mà cái vấn đề tu tập chúng ta phải xác định rõ ràng, lời Phật dạy là phải tu tập bát thánh đạo trước. Cho người được thanh tịnh thì khi quý vị quán cái tứ niệm xứ, nó giống như là cái người đánh golf á, bát thánh đạo nó thấy cái lá cờ, đánh cái trái banh về hướng cái lá cờ, và khi cái trái banh nó gần tới cái cờ đó rồi thì chỉ cần nó tứ niệm xứ, tức là gõ cái trái banh rất là nhẹ nhàng, trái banh sẽ lọt vào cái lỗ. Đấy, và chỉ cần một thôi, quý vị quán thân cũng được, quý vị quán thọ cũng được, quán tâm cũng được, không cần quán bốn. Tại vì cái nguyên lý của nó là hễ quán một cái thì ba cái kia nó chạy vào à. Cái thân mà nó di chuyển à, quán thân coi đi đứng có như pháp không, có như lý tắc ý không, thì tự nhiên có thọ, nó có tâm và có pháp. Và thấy cuối cùng chỉ thấy cái gì? Thấy được pháp, tức là thấy được sự chân diệt. Thấy pháp đây không phải là thấy nhà, thấy cửa. Nhiều người họ nói rằng thấy con chó là con chó, thấy cái bông là cái bông. Đức Phật nó không phải vậy. Trong những cái thứ ấy đều là vô thường. Thấy được sự sanh diệt, tức là thấy vô thường. Mà thấy được vô thường thì bản ngã nó không có. Tại bản ngã nó là do cái sự chấp hữu, chấp có. Nếu thấy vô thường thì bản ngã bị triệt tiêu. Mà quý vị nào phá được cái bản ngã triệt tiêu thì đương nhiên chứng vào quả dự lưu, tức là Tư Đà Hoàn. Đấy, tu tập nó như vậy. Muốn vào được sơ thiền thì phải ly dục, ly bất thiện pháp. Những cái gì tạo nên những sự xúc cảm, âm thanh, ánh sáng, truyền hình, ta loại bỏ đi. Sách vở ta kiếm những cái loại sách vở thăng hoa tư cách, đó, ta đọc. Bớt đi ánh sáng, bớt đi âm thanh. Tại vì những cái thứ ấy đều tạo nên cái sự xúc cảm và cơ thể chúng ta phản ứng. Mà hãy phản ứng theo sự xúc cảm thì phản ngữ nó có cái thuật ngữ nó gọi là tăng nha, mà người ta dịch là tham ái, chứ không phải. Đó là phản ứng vô thức nhờ những sự xúc cảm rung động từ bên ngoài môi trường nơi thân. Phật mới nói quán thân là thấy ta đang phản ứng, mà ta phản ứng lý không hay ta phản ứng vô lý. Đấy,
con mình nó lại nó nói mẹ, mẹ tối ngày đi tu ngồi thiền hoài mẹ không nấu cơm cho con. Tâm khởi lên nghe buồn, cái lỗ tai nghe và tâm khởi lên buồn, tức là mình sai rồi. Nó nói đúng chứ, mà ta không có tâm từ, cho nên ta khởi lên cái tâm sân, khó chịu dẫu là nhỏ nhất. Có nhiều bà còn nói với con như thế này, mẹ đang tu con không thấy đâu. Tu là cái gì quý vị? Tu là để con bỏ đói à? Mà như vậy cái tâm từ để đâu? Đây, sư chỉ nói sơ sơ vậy thôi, tức là ta đã không quán thân thọ tâm pháp đúng theo bát thánh đạo. Và cuối cùng á, ta chỉ được cái phong trào thôi, hình tướng giống như người tu, nhưng mà thực sự ta đã có chuyển hóa chưa? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư xin hồi hương ở đây, rồi sau đó thì quý vị có thể có những câu hỏi. Nam mô Bà Thu Sama Mạc Gà Lăng Lạc Cảm Tu Sapa Đề Vạt Tà Sapa Bút Đăng Lô Bà Vên Na Sư Đá Sư Ti Bà Văn Thu Tê Bà Bà Thu Sama Mạc Gà Lăng Lạc Cảm Tu Sapa Đề Vạt Tà Sapa Đăng Văn Lô Bà Vên Na Sư Đá Sư Ti Bà Văn Thu Tê Bà Bà Thu Sama Mạc Gà Lăng Lạc Cảm Tu Sapa Đề Vạt Tà Sapa Đăng Văn Lô Bà Vên Na Sư Đá Sư Ti Bà Văn Thu Tê. Sa Thu Sa Thu Sa Thu Sa Thu Sa Thu. Dạ, cũng con xin kính bạch sư, phải nói là cái bài pháp sư giảng rất hay, 40 phút, nhưng mà có lẽ là đối với một số các cái quý Phật tử chúng con thì có khi là bằng học cả đời. Bởi vì thực ra là con cũng bạch thật với sư là các bạn đều, các vị thiền sinh ở đây đều đọc Nikke, Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ứng Tăng Chi với Tiểu Bộ, nhưng mà nó dày như thế, 24 cuốn. Thế thì có khi có những người thì đọc chưa hết, nói thẳng là như thế. Tại là có người đọc hết rồi nhưng mà lại không tóm được cái bài kinh nào là quan trọng. Nó nhiều như thế, đọc có khi đọc lướt thôi. Còn lần đầu tiên con đọc Phong Mika là cũng chỉ đọc lướt, mất mấy năm mới đọc lướt, nhưng mà mình chưa tóm được cái nào là chính, không biết bản nào là bản kinh chính. Và Đức Phật thì xếp là rất là thoải mái, rồi Trường Bộ thì lại các bản kinh rất dài, Trung Bộ thì vừa phải, còn Tăng Chi lại xếp theo số, còn Tương Ứng thì mình xếp, còn Tiểu Bộ thì lại khủng khiếp nữa. Thì con cũng bạch thật với sư là cái bài pháp này rất tóm gọn, mà giống như là tóm gọn giáo pháp của Đức Phật trong một bài hôm nay ấy. Bởi vì sư nói toát hết tất cả năm bộ kinh rồi. Thì con nghĩ là có lẽ là chỉ cần tu những cái lời sư giảng dạy ngày hôm nay có lẽ là cũng đủ. Thì con này nó xúc động, rất là thực sự là cá nhân con, và con nghĩ là các bạn khác cũng vậy, là nó có hỷ lạc khi mà nghe pháp, có hỷ lạc khi mà thực sự lần này là có hỷ lạc. Và có lúc người con nó thấy nó cái hỷ lạc nó cứ chạy, lúc thì nó hỉ lạc, nó chạy rần 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 rần, lúc thấy người nó bình an, nó thấy rất nhẹ. Và đúng như cái từ cá nhân con thì con giống như là, nếu đời thường nó là nuốt lấy từng lời, từng lời của sư là nó ngấm vào tế bào của mình. Và có lẽ là do duyên của chúng con là được tu tập từ nhiều kiếp trước, đã biết đến chánh pháp, đã biết Nikke, đã biết đến tứ thánh đế, đến ba chánh đạo, đến người hành nhân duyên, rồi đến 37 chư Phật đạo đế, thì mới mời được sư và mới nghe nó mới thấm như này. Thế còn nếu mà ai mà không có duyên phước thì nghe như nước đổ vịt thôi, có khi người ta chẳng thích nghe, có khi họ lại thích đi nhậu đi ăn hơn. Thì nhất là tối nay thứ bảy thầy cũng sư cũng biết là các gia đình rủ nhau đi ăn rồi tiệc tùng, nhưng mà chúng con nhóm nhỏ thôi, nhưng mà cũng có hiện nay là 122 quý vị đang ngồi đây, 122 quý vị, thì con cũng nghĩ là 122 người đang nghe, 122 account, nhưng mà nhiều account là cả gia đình ngồi nghe, có những người 10 người đang ngồi nghe, có những người vài người. Tức là trong thể hôm nay là có, con đoán là cũng phải tối đa là tối thiểu là 150 người đang ngồi ở đây, và con tin là có những người đã giác ngộ tối nay, giật mình giác, không phải giác ngộ toàn giác như Đức Phật, nhưng mà giật mình giác ngộ một cái gì đấy, với ít nhất là cũng giật mình là sợ sinh tử, để mà bỏ bớt cái tiền bạc công danh sự nghiệp vợ chồng con cái tham lam rồi tham ái thì để vô minh để mà tu. Thì con thứ nhất là con xin thành tâm biết ơn sư, thực sự là nói một đơn này thì không đủ đâu, nhưng con nói là quá hay, thực sự là hay. Nhưng ít nhất là cá nhân con là con giống như con háo mồm đang nghe, con ghi chép này, đây con ghi chép cả bên này, ghi chép rất cẩn thận, tôi nghĩ một là cái cảm ơn của con. Thứ hai là đúng như là theo kế hoạch thì bây giờ có phần câu hỏi. Câu hỏi thì con xin phép hỏi trước một câu, sau đó thì các quý Phật tử sẽ hỏi. Câu hỏi con là đơn giản thế này thôi, là mục đích của tất cả những người tu, dù là xuất gia hay tại gia, thì chỉ có một mục đích duy nhất là chấm dứt sinh tử luân hồi, ít nhất là phải chứng được quả nhập lưu,
tức là tu đạo hạnh, tức là học lên nữa thì nhất lai lên được bất lai. Còn a la hán thì theo con đọc kinh là cư sĩ đại gia, là con chưa biết có trường hợp nào chứng a la hán hay không, kể cả thời Đức Phật. Thế như vậy đối với cư sĩ đại gia chúng con thì a la hán là không nghĩ đấy, nhưng mà chúng con phải nghĩ đến quả nhập lưu, tức là còn tái sinh tối đa 7 lần, hoặc quả nhất lai tức là còn tái sinh 1 lần, hoặc quả bất lai tức lên trên cõi chư thiên và nhập diệt luôn. Từ cái nấc cao nhất là như thế. Thế thì bây giờ muốn đi được ba cái nấc đó thì cái nấc đầu tiên phải vượt qua để phải chứng quả nhập lưu hoặc là tu đạo hoàn, tức là mình không bị đoạn bọn ba đường ác nữa. À, thì đấy là cái đích của tất cả chúng con là như vậy. Còn tiếp theo sau cái đấy thì mình đi tiếp lên nhất lai và lên bất lai. Thì con bạch sư để có thể nói ngắn gọn hoặc hướng dẫn chúng con cái cách nào dễ nhất, nhanh nhất hoặc là tốt nhất để có thể chứng quả nhập lưu. Xin cảm ơn anh Tiến sĩ Hùng. Sư không có ý muốn là phản bác đâu, nhưng mà sư dẫn chứng là ở trong kinh Tăng Chi. Tăng Chi. Ở trong kinh Tăng Chi phẩm sáu pháp. Pháp. À, La Môn đã đến hỏi Đức Phật: chư tăng của ngài chứng A La Hán nhiều thì chúng con biết rồi, nhưng có vị cư sĩ nào chứng được A La Hán hay không? Ồ, con chưa đọc rồi đấy. Cư sĩ đời sống, tức là áo gạo tiền. Thế thì Đức Phật nói có, và Đức Phật kê danh sách những vị nào đã chứng, trong đó 21 vị nam, 27 vị nữ. Nhiều hơn nam. Ôi trời đất thế. Chứng A La Hán. Ôi thật ạ. Và nguyên tắc là sau khi chứng A La Hán thì các vị đó, một là nhập niết bàn, hai là phải gia nhập tăng đoàn. Không thể nào tiếp tục đời sống cư sĩ được. Rồi Bà La Môn lại hỏi Đức Phật: thế thì những cái người cư sĩ tu theo cái cách của ngài, tức là Bát Thánh Đạo và 37 phẩm trợ đạo ấy, thì ngoài cái số mà chứng A La Hán, có những vị nào chứng vào dòng thánh Tư Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A La Hàm không? Đức Phật nó cả hàng chục ngàn. Và kính thưa chư vị, vào đời này Uyên Miến bên Thái Lan có hai vị nữ, mỗi một vị đều chứng A La Hán đời này. Trời đất. Hai vị đó đã mất rồi. Trời đó là cư sĩ, cư sĩ và chứng A La Hán. Một vị rất là nổi tiếng mà tất cả các thiền sư ở bên Thái Lan đều tới học khi bị bế tắc trong lúc hành thiền. Bà mất rồi. Và một vị nữa ở bên Miến cũng là cư sĩ, và rất nhiều vị tăng đã đến khi bế tắc cần hỏi bà. Bà nói bằng cái kinh nghiệm, tại vì đạo Phật là đạo thực hành chứ không phải đạo lý thuyết, không có trên sách vở. Cái thân của chúng ta là kinh sống, còn những kinh mà viết chữ là kinh chết à. Thế thì trong số những người mà tới hỏi cái bà mà chứng ngài chứng A-la-hán rồi á, người nữ chứng A-la-hán ở bên Miến á, trong đó có thiền sư Kim Tiểu. Cho nên hỏi tại sao ở cái thiền viện của ngài á, có khắc một cái tượng bằng đồng thật là cao hình của bà. Tại vì ngài á, nhờ bà chỉ cho cái chỗ bế tắc ngài chứng được thiền. Nên ngài nhớ ơn coi như bậc thầy. Thế thì không phải là nam hay nữ, không phải giàu hay nghèo, không phải thông minh hay ngu dốt, không phải ở quốc độ này quốc độ kia, không phải da trắng hay da màu, mà ai tu đúng theo lời Đức Phật dạy đều chứng A La Hán. Đấy. Thế thì cư sĩ cũng có thể chứng vào dòng thánh. Cái Đức Thế Tôn đó, lúc bây giờ Bà La Môn mới hỏi Đức Phật luôn. Mà đây sư nghĩ là cũng là chư thiên đó, giả dạng xuống hỏi. Mà cư sĩ bằng cách nào, tu bằng cách nào mà có thể bước vào dòng thánh? Đức Phật nó có sáu pháp. Có sáu pháp. Pháp thứ nhất, có lòng tin bất định, bất động. Lòng tịnh tín bất động nơi Phật.
Cái thứ nhì, có lòng tịnh tín bất động nơi pháp. Có lòng tịnh tín bất động nơi tăng là cái thứ ba. Ba cái đó, tịnh tín tức là tin trong sạch, tin với sự hiểu biết chứ không phải tin mù quáng. Có nhiều vị hàng ngày á cứ thắp bàn nhang lên Phật đó, rồi để trái cây lên nó con cúng cho Phật, Phật đâu có ăn trái cây đâu. Cái đó đâu. Đúng rồi. Chúng ta đừng làm như vậy, tức là ta mê. Mê. Đấy. Đấy, rồi kinh sách á thì cứ in cho nhiều, vứt ra đó rồi á, nói in có phước. Người ta đọc không đọc mặc kệ. Thì cái tâm mê cũng là tâm ma. Ừ. Thì tất cả có lòng tịnh tín bất động nơi Phật, có lòng tịnh tín bất động nơi pháp, có lòng tịnh tín bất động nơi tăng là ba cái điều quan trọng nhất ở trong sáu điều đấy. Điều thứ tư, có lòng tịnh tín bất động nơi giới. Một giới nhỏ nhất cũng giữ không bao giờ để cho phạm nơi thân, nơi khẩu, nơi ý. Đấy. Thôi bữa nay sư nói, thời giờ nó ít, sư nói bốn cái thôi, còn hai cái quý vị tự tìm nhé, ở trong kinh, chứ không có đủ hết á, trong kinh Tăng Chi á, đi tìm đi, rồi á, học nhé. Nói hết ngay. Con bạch thầy cho thêm một câu hỏi nữa, là con muốn hỏi câu nữa là, bây giờ đứng dậy cái chết ạ, thưa thầy là thực ra là, thưa sư là thực ra là nếu mà có những người nữa không sợ chết, nhưng mà bởi vì mọi người chưa đối diện với cái chết thì ai nó không sợ chết, nhưng mà chắc chắn lúc sợ chết giống như sư nói là có một phần triệu, một phần tỷ giây là có thể quyết định được cái đi về đâu, có thể ở những cái tầng cảnh giới rất cao. Thế nhưng lúc bây giờ mình có đủ bình tĩnh, đủ cái trí tuệ để mà lúc bây giờ mình xử lý hay không, thì con bạch sư là sư hướng dẫn giả dụ về chết, bởi vì trong kinh đó là ai biết chết ngày mai, không ai điều đình đường với được con chết. Thì như con là con nghĩ ngày nào con nghĩ là ngày cuối cùng của đêm này mình chết, ngày nào con ngủ dậy con nghĩ là mình chết, thì giờ nếu chết thì phải làm gì? Giả dụ cái chết thì Đức Phật nói như thế này, thở ra mà không có thở vào thì là chết, là chấm dứt rồi, đời người nó chỉ mình hơi thở thôi, không có lâu. Nhưng mà chúng ta mơ màng, chúng ta tiền bạc, danh vọng, tranh đua đủ mọi thứ. Và những cái thứ ấy nó tích lũy cái nghiệp. Nghiệp thiện, nghiệp ác đều quay trở lại hết. Phải trả lời với cái nghiệp. Mà cái điều cốt yếu mà Đức Phật dạy ở trong kinh đó, toàn bộ kinh điển của Ngài là phá cái ngã. Nếu phá được cái ngã thì chứng tư đà hoàn ngay à. Phá bản ngã, tức là tôi là, tôi đang là, tôi đang làm, là phá được cái bản ngã. Đức Phật dạy trong Bahiya, trong kinh Pháp Cú cũng vậy. Trong cái nghe chỉ có nghe, trong ấy không có ông, và vì không có ông nên không có ông đời này đời sau. Tất cả những hoạt động của chúng ta đều do năm uẩn, cách thọ tưởng hành thức, túi chúng ta làm một cách vô thức. Thở vào, nhận biết hơi thở vào. Thở ra, nhận biết hơi thở ra. Chứ hỏi thiệt quý vị, được mấy phút quý vị còn tiếp tục nhận thức hay là trở thành quán tính, thở vào tự nhiên, thở ra tự nhiên mà không có còn nhận biết. Trong cái hơi thở, Đức Phật đã dạy trong cái hơi thở nó có hàng tỷ cái sinh diệt. Và Đức Phật ở trong bài kinh Quán Niệm Hơi Thở, Ngài nói rất rõ, ta gọi, Như Lai gọi cái hơi thở ấy là cái thân thứ gì? Cái thân thứ gì của chúng ta? Thế thì nếu mà ta không biết được cái thân thứ nhì, ta chỉ biết được cái thân thứ nhất là cái thân bằng thịt, cái thân hoại này, cái thân thùng phân nước tiểu này, mà ta lại quý giá nó để ta bỏ cái thân thứ nhì là cái thân hơi thở. Trong một hơi thở cả hàng tỷ cái sinh diệt. Ở bên Miến á, trong cái thời gian mới đây thôi, chừng 20 năm thôi, có cả hàng ngàn vị đã chứng được tư đạo hoàn, bởi vì các ngài quán chiếu được sự sinh diệt trong hơi thở. Thở vào có cả hàng triệu cái sinh diệt, các ngài không nắm được hết đâu, nắm được 100 cái, 1000 cái. Nhưng mà nó có cái điều như thế này, ở trong kinh Đức Phật dạy và các ngài thực hiện cũng giống như vậy thôi. Tức là thở vào, ta thấy sự sinh diệt, cái tâm nó đuổi theo sự sinh diệt, để nó cố nó nhận diệt, lúc nào sinh lúc nào diệt. Nhưng mà nó đuổi không kịp, tại vì nó sinh diệt quá nhanh, cho nên cái tâm nó sẽ mệt. Mà nó có một cái điều hay á, là như thế này, khi cái tâm quá mệt thì sao thưa chư vị, nó ngã xuống à, nó theo nổi, nó chạy theo nổi, nó hết hơi, nó ngã cái đùng vậy.
Mà khi ngã cái đùng cái mà cái người nào có cái duyên lành hoặc là có cái tâm định không sợ chết thì ngay tự nhiên cái lúc ấy nó buông luôn, nó ngã mặc kệ nó. Khi nó ngã mặc kệ nó thì tự nhiên cái tâm nó đứng dậy. Mà khi nó đứng dậy thì nó quay ngược trở lại và nó chứng vào dòng thánh liền. Thấy rõ cái cảnh giới. Cho nên á, khi có người Bà La Môn lại hỏi Ngài Xá Lợi Phất bằng cách nào chứng vào Tư Đà Hoàn, quán sự sanh diệt, theo đuổi sự sanh diệt, tới lúc nào nó không thể theo đuổi được nữa, tự nhiên nó ngã xuống. Và lúc bây giờ tâm không được sợ hãi, tại vì biết rằng mình sẽ chết, chẳng có gì quan tâm hết, chết thì thôi. Và ngay cái lúc bất cần đấy thì cái tâm tự nó đứng dậy. Nó đứng dậy, nó quay ngược trở lại, nó chạy ngược rất nhanh trở lại cái điểm đầu mà nó chứng Tư Đà Hoàn. Thế rồi Bà La Môn lại hỏi làm sao tính Tư Đà Hàm. Ngài cũng nói như vậy. Tư Đà Hàm cũng như vậy, tức là quán sự sanh diệt. Và quán sự sanh diệt ở trong tứ niệm xứ gọi là quán pháp. Quán pháp không phải là quán cái bông là cái bông, con người là con người, hình ảnh là hình ảnh, mà quán các pháp đều sanh diệt. Và Đức Phật nói kẻ nào thấy được sự sanh diệt tức là thấy pháp, mà kẻ nào thấy pháp tức là thấy Như Lai. Đấy, ta phải hiểu rõ ràng để ta thực hành. Ta quán phải theo đuổi nó, không thể nào bỏ, không ngừng nghỉ, cho tới lúc mà nó té xuống, cái tâm nó té xuống ngã cái đùng một cái, đừng có sợ hãi, tự nhiên nó bật dậy. Nó bật dậy đi ngược lại rất nhanh, trong một sát na nó quay trở lại cái điểm đầu. Ngay cái điểm ấy nó thấy rất rõ. Có nhiều khi á, chứ có những người đệ tử á, ở bên Mỹ á, nó được vào sơ thiền thôi, nó đã thấy tiền kiếp, không kiếp xa một kiếp trước đó. Có người đệ tử của sư á, nó hiện giờ là ông sư ở bên Thái Lan, nó tu nghiêm mật lắm. Các vị hòa thượng ở đó đều khen là không có một ông sư nào mà tu kiểu đó. Nó tu sống tu chết mà. Nguyên do tại sao? Tại vì khi nó vào được sơ thiền thì đột nhiên nó khám phá ra, nó thấy được cái cảnh giới của tiền kiếp. Nó thấy nhà ở đâu, cha mẹ ở đâu, nó chết như thế nào, nó thấy rất rõ. Và một cái điều đau lòng là nó thấy cái người vợ nó đang sống, có hai đứa con, là mẹ ruột của nó kiếp trước. Và chính vì vậy nó đau khổ và nó từ bỏ hết. Nó đang làm cái nghề là chia bài ở casino ở tại New York. Lúc bây giờ sư đang dạy ở tại Houston. Nó bỏ hết, nó khóc. 10 giờ đêm nó vào phòng nó khóc. Nó sư phụ, con vậy, bây giờ cho con đi, con tự tử thôi. Sư nói không nên tự tử. Thân này không phải của anh. Anh tự tử là cái thân của anh 50 kg, là anh đang dung dưỡng 500 tỷ tế bào, 500 tỷ sinh linh ở trong cái thân của anh. Mà anh đang dung dưỡng 500 tỷ mà anh tự sát là anh giết 500 tỷ cái sinh linh, thì nó oán tới chừng nào. Cho nên bây giờ nó đi tu ở bên Thái Lan, hàng năm sư đều hỏi các vị hòa thượng bên đó gửi. Các ngài nó chưa từng thấy cái ông sư nào mà tu như vậy, tu ngày tu đêm, tu miên mật, việc gì cũng làm, chư tăng bảo cái gì cũng làm, quét cầu tiêu cái làm, cái gì cũng làm mà hoan hỷ làm. Tại vì nó thấy rồi, nó thấy người vợ đã sống, đang sống, có hai đứa con, tiền kiếp là mẹ ruột, vì ái nhiễm cho nên kiếp này sinh ra làm vợ. Kính thưa quý vị nếu mà rớt vào trường hợp ấy, quý vị sẽ nghĩ như thế nào? Ngày hôm nay quý vị nghĩ là vợ tôi, chồng tôi, ngày mai khám phá ra sự thật, quý vị sẽ nghĩ như thế nào? Và chỉ những người nào thấy rõ cái sự nguy hiểm của sự tái sanh, cho nên mới cố mà tu. Thế thôi, rất đơn giản. Sa thú lành thay, quá tuyệt vời. Giật mình, hoàn toàn giật mình. Cứ quán cái sự sanh diệt của các cái tâm của mình, lúc nó buồn nó vui, quán đó. Tới cái lúc nào mà mình theo đuổi nó không kịp nữa, ngồi thiền mà thấy nó sanh diệt, tới lúc theo không kịp nữa, tự nhiên cái tâm nó ngã đùng, nó mệt quá rồi nó chịu không nổi, nó chạy đua mà cái kia nó chạy tốc độ rất nhanh, cuối cùng ngã đùng xuống cái thì tự nhiên nó đừng có sợ hãi. Tại nếu sợ hãi thì thôi, nó tỉnh lại, nó xả thiền,
Mà nếu không sợ hãi thì lập tức cái tâm nó đứng dậy lại liền. Mà đứng dậy thì nó chạy ngược trở lại cái hướng mà nó đã đi. Nó tới cái điểm đầu. Và khi nó tới cái điểm đầu trong một sát na thôi, nó đã tới rồi. Và lập tức nó chứng từ đầu hoàng. Và có nhiều khi nó thấy được 2-3 kiếp trước nữa. Chứ không phải là một kiếp. Và càng thấy thì càng tin. Và cái niềm tin không thể nào lay động được, tại vì họ chính họ trải nghiệm. Đấy, cho nên đó, quý vị khi tu tập cố gắng như đào giếm, đào thật sâu sâu nữa nó sẽ tới. Đừng có chạy chỗ này chỗ kia. À, nói ở cái đạo tràng này tôi không thấy nó được cái gì, tôi đi chỗ khác. Phong trào nó mít lợi gì hết, rồi đào giếm, quý vị cứ đào một khúc rồi đi đào chỗ khác, rồi đầy ở trong vườn nhà, đầy lỗ không à, không có nước đâu. Đức Phật ví như hai cái thanh củi hồi xưa người ta không có diêm, ta lấy hai thanh củi khô ta để lấy lửa, mà nó phải cọ sát thật nhanh, thật đều và thật lâu để cho nó bộc lửa ra. Chúng ta tu tập cũng vậy. Đã. Bất cứ giờ nào quý vị rảnh là quý vị nên quán thân thọ tâm pháp. Chứ trong những lúc làm việc có những cái lúc 15 phút nghỉ thì ngồi xuống lập tức quán liền. Thở vào, thở ra, quán toàn thân, thở vào, cảm giác toàn thân, thở ra, cảm giác toàn thân, quan sát rất kỹ. Các cái tâm, các cái sự chân nghiệp. Không bỏ một giây nào thì mới thành tựu. Quý vị làm sao á, cố gắng tu để khi mà nằm ngủ không thấy chim bao nữa. Thì lúc bây giờ là tương đối là bước đầu ổn định rồi đó. Ngủ còn chiêm bao, dẫu là chiêm bao đẹp đi chăng nữa cũng là vứt đi. Tại vì Đức Phật trong bài Kinh Quả Mối, bài Kinh Trung Bộ, Đức Phật có nói ban ngày khi cói thì ban đêm quả sáng. Nó vậy đó. Ban ngày mình đốt nơi mắt tai mũi thì ban đêm nó sanh ra chiêm bao và tướng nó tưởng tượng. Và nhiều khi cái tâm nó lại ưa thích hay là nó ghét. Và những cái đấy đều dẫn tới tai thân. Sa thú, lành thay. Dạ, bây giờ con xin mời các quý vị trong đạo tràng nhà mình, trong gia đình nhà mình có ai có câu hỏi xin mời đặt với sư. Đây là cơ hội ngàn vàng, rất là quý hiếm. Con bạch với thầy thì cái nhóm của chúng con đặt tên là thiền trong từng phút giây, tức là mình phải tránh những tình giác trong từng phút giây từ khi thức giấc chưa mở mắt cho đến khi đi vào giấc ngủ, thì chúng con đang như vậy. À, tốt quá, lần thay thiền phải 24 tiếng đồng hồ, đi đứng nằm ngồi, thiền cả trong giấc ngủ nữa. Quý vị trước khi ngủ mà quý vị thiền đúng mức á, giống như xưa khi mà trước khi mà ngã lưng xuống, xưa không có nằm ở trên giường đâu, xưa nằm trên ghế bố á, lưng nó thẳng thẳng lên chút tiếng. Mà trước khi xưa nghỉ á, là xưa ngồi thiền, mà khi á, ngồi thiền rồi nó được an định thì cái thiền nó đi vào trong giấc ngủ. Đấy. Có lời là con bạch thầy ạ. Con rất là hoan hỷ, con quyền được nghe thầy Minh Tâm giảng pháp hôm nay. Thì con có một cái câu hỏi, con nghe thầy hôm nay là từ ví dụ như là thử hành bắt chánh đạo như là đánh gôn, thì con rất là vỡ ra. Tức là khi đánh gôn thì đúng con biết là đánh 200-300 mét là vì mình không thể nhìn thấy được cái lỗ được. Đấy, mà người ta phải cắm cái cờ. Đúng đấy. Thế trước tiên thì mình đánh theo hướng. Đấy, thế thì tu bắt chánh đạo thì biết được cái hướng mình đi đường. Thế và sau đó thì con không nhìn thấy là khi thực hành bát chánh đạo thì thông qua giới định tuệ đấy, giống như cờ để buông hết, thì con mong muốn là thầy cũng giảng tiếp là khi mình đã biết hướng rồi, sau đó thì mình để thế làm thế nào để mình đánh vào lỗ được ạ. Đấy, thầy hoan hỷ thầy giảng chi tiết cho con chỗ đấy để chúng con thực hành nha. Chi tiết thì không biết nó làm sao, nhưng mà bây giờ là 9:05 rồi, không biết anh tiến sĩ Hùng có hoan hỷ không chứ kéo dài thời giờ quá. Nói 8 là đi luôn rồi không? Vâng thầy ơi, chúng con chúng con là những người ham tu thầy ạ. Giống lớp con mà có đến nửa đêm, các bạn sẵn sàng, có hôm là thường đến 10 giờ đấy ạ. Chúng tôi các bạn ham tu. Không thì cũng xin phép trước nguyên tắc mà. Dạ. Cái tiếng golf là giống như bắt thánh đạo. Nhưng mà anh đánh là từng đoạn chứ. Cái bên anh lúc đầu anh nhìn thấy cái cờ, tức là nhìn thấy cái đích. Cái đích đó là sự giải thoát. Thì anh đánh cái bên về cái hướng đấy, anh không đánh hướng khác mà anh đánh đúng hướng. Đánh đúng hướng tức là giới định tuệ. Đánh đúng hướng là giới định tuệ. Bát thánh đạo nó chỉ là cho anh cái hướng thôi. Và cuối cùng khi anh đánh trái banh, anh đánh một cái, trái banh nó rớt lại gần cái lỗ, thì người ta sẽ rút cái cờ lên. Và lúc anh đứng đó thì anh thấy cái lỗ rồi chứ gì.
Dạ vâng ạ. À, anh thấy cái lỗ rồi anh mới gõ nhẹ cái nó mới chạy vào, mà anh gõ làm sao cho nó thiện xảo nó mới vào. Nếu anh gõ không có thiện xảo, tức là không có skill, không có cái kỹ năng á, thì nó không vào. Mặc dù rất gần, nó không vào. Có nghĩa là mặc dù anh thực hiện bát thánh đạo, nhưng nếu anh không có thiện xảo cái tâm, thì tới cái giờ chót đó anh vẫn chỉ được phước thôi, chứ anh không thể nào anh lọt vào được là cơ thiền, vị thiền, tam thiền, tứ thiền, hoặc là tư đà hoàn. Mà anh gõ tiếp tục nữa thì nó sẽ vào. Đấy. Thế thì cái đầu tiên đánh là cái bát thánh đạo thực hiện cho minh mật, nó rút ngắn cái quãng đường và cho thấy được cái lỗ. Cái lỗ là sự giải thoát, mà cái lỗ ấy chính là tam bảo á, có lòng tin tín bất động nơi Phật, nơi pháp, nơi tăng, giữ giới nghiêm chỉnh. Đấy. Và khi anh thấy được rồi, anh gõ nhẹ cái, gõ nhẹ đó là cái gì? Là chánh niệm ấy, chánh niệm tỉnh giác. Và chánh niệm tỉnh giác phải đi với nguyên lý tác ý, tức là anh gõ cái tay anh gõ như thế nào để cho trái banh nó vào trong cái lỗ, nó nhắm cái hướng cái lỗ và nó vừa tới cái lỗ, chứ không có nó tật lấp, nó chạy xa. Thế thì cái đó gọi là niệm giác chi, chặt giác chi. Và trong cái chặt giác chi, nếu có cơ hội sư sẽ chia sẻ thêm là hàng ngày chúng ta ngồi thiền á, nói ngồi thiền vậy thôi chứ quý vị ngồi cho vui, cái tâm nó vẫn còn nghĩ chuyện này chuyện kia, còn hình ảnh này hình ảnh kia. Trong nửa tiếng đồng hồ bảo đảm quý vị á, sư không thấy là có vị nào mà cái tâm trống không được. Và nếu cái tâm không trống không, có hình ảnh thì đương nhiên nó có sự xúc cảm, nó gọi là nội sắc, nó có ngoại sắc, nội sắc. Sắc pháp nó gồm có ngoại và nội, từ cái ngoại nó biến thành nội, rồi cái tâm thức của mình, thọ tưởng hành thức ở trong cái thân của mình nó phản ứng lại, hoặc là thương hoặc ghét cái nội sắc ấy, cho nên nó tạo nên cái vòng luân chuyển và tiếp tục tái sinh. Thế thì khi ta ngồi thiền, trước hết ta sử dụng bát thánh đạo để trong đời sống hàng ngày cho nó nguyên tắc, nó có khuôn khổ, có con đường đi. Rồi khi ta ngồi thiền á, ta vẫn phải áp dụng cái trạch giác chi. Đây là đúng, đây là sai. Hình ảnh này là đúng, hình ảnh này là sai. Lúc đầu phải chịu sử dụng cái chánh tinh tấn, tức là các pháp bất thiện đều bỏ, các pháp thiện luôn làm. Thì khi ông làm như vậy thì tới lúc ngồi thiền nó đi theo. Còn nếu các pháp bất thiện, tức là những cảm giác dục lạc, ưa thích ăn, ưa thích vui chơi, thì khi ngồi thiền những cái đó nó vẫn đi theo. Những người bạn nhậu của mình nó vẫn đi theo. Nên mình phải từ bỏ những sự giao dịch bất hợp lý, không có lợi cho mình. Đấy, nói nôm na là bất thiện pháp là đưa tới những sự cảm xúc và những sự chống đối, hay là yêu thương những sự cảm xúc ấy, đều là tham sân đó. Ta phải từ bỏ. Cho nên phải chánh tinh tấn. Mà muốn có chánh tinh tấn được thì phải có như lý tác ý, biết rằng đó là pháp bất thiện cho nên tôi bỏ, đây là pháp thiện tôi cố làm. Đặt cái tâm của mình đúng hướng. Khi đặt cái tâm đúng hướng rồi thì cái giai đoạn cuối cùng giống như là mình thấy cái lỗ rồi, mình cầm cái cây mình gõ nhẹ cái bên nó đi lọt vào trong cái đó, thì nó là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, nó phải cộng với như lý tác ý. Cộng với như lý tác ý thì khi mình gõ nhẹ cái là nó vào. Tại vì cái người thiện xảo đánh gâu đó, họ không cần gõ mạnh, họ gõ nhẹ, họ vừa đúng thôi, đúng cái lượng, đúng cái hướng, hai điều, vừa lượng vừa hướng nữa, không gõ mạnh mà cũng không gõ nhẹ quá, nó không tới, mà phải đúng hướng, chứ đứng chạch qua cũng không được. Cho nên như lý tác ý, như lý tác ý vẫn là quan trọng. Thấy các pháp thiện thân tăng trưởng, đặt tâm đúng hướng. Mà trong rất nhiều bài kinh, kinh Tăng Chi, kinh Tương Ưng, kinh Bộ, Đức Phật cũng nói với trường hợp của một ngài Ca Di Sukha, có 6 tuổi, 7 tuổi chứ, 7 tuổi, tới tu ở Đức Phật dạy. Và trong lúc đi tới gặp Đức Phật, thì ngài đi dọc đường á, ngài thấy cái người thợ rèn, họ đập cái lưỡi búa, người thợ làm tên, làm cái mũi tên. Và tại sao người ta nhắm một mắt, người ta làm cái mũi tên? Ngài phát hiện ra phải nhắm một mắt để cho cái mũi tên nó được thẳng. Có nghĩa là chúng ta phải đặt tâm đúng hướng thì nó mới đi tới đích. Này,
Cho nên như lý tác ý nó phải đi kèm với tứ niệm xứ. Còn nếu tứ niệm xứ không, nó chỉ được cái phước thôi, thân nó an lạc. Mà quý vị đứng rồi dậy rồi thì tiền não vẫn còn y nguyên. Đã cơm áo gạo tiền gia đình con cái. Đã, con cái mà không biết tại sao nó chơi cầm cái gì, cái trò chơi điện tử á, rồi cái mình cảm thấy khó chịu, nó mình la rầy nó. Mà trong la rầy nó thì cái tâm đó là tâm sân, nó cái tâm từ nó khác, tâm sân nó khác. Và chỉ cần cái tâm sân nhỏ thôi thì Đức Phật nói một đốm lửa trên đốt cả rừng công đức, tu có 30 năm đi chăng nữa mà chỉ cần nổi sân với con mình một chút xíu thôi là vứt bỏ hết, và nó cứ theo mình hoài, mình không có thành tựu được cái gì hết. Đấy, thế thì công thức nó như vậy. Niệm giác chi, tịch giác chi, rồi để tăng gia cái khả năng của mình, cái kỹ năng của mình, và cuối cùng cầm cái cây gậy gõ thật nhẹ vừa đúng liều lượng, tức là như lý tác ý và tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là cuối cùng, tức là gõ nhẹ thôi, tức là thân thọ tâm pháp chọn một cái, chọn một cái ba cái kia nó chạy vào. Thân đi nhấc chân lên, tôi biết tôi nhấc chân lên, tôi có đạp côn trùng, tôi coi chừng nước nó té, là chánh niệm nó đi theo liền. Nhưng mà trước hết phải tu tập bát thánh đạo để mình có cái chánh kiến mình mới huân tu. Còn không có, quý vị chỉ có tới gặp anh Tiến Sĩ Hùng rồi cái ngồi xuống thở ra thở vào rồi đi về rồi cũng quên, rồi con nó nói cũng giận, rồi vợ nói buồn phiền nó cũng như không à. Nó không kết lợi gì hết. Tức là sức khỏe. Khi nào mà con mình nó nói mà mình thương nó, mình trải cái tâm từ ra, tức là lúc bây giờ có tuệ giác, mình biết là cái nghiệp của nó, cho nên nó ham chơi, nó cứng đầu. Đừng có trách nó. Hồi xưa mình nhỏ mình cũng cứng đầu vậy. Và nhất là quý vị phụ nữ nè, cha mẹ nuôi lớn, sư xin lỗi như sư nói thẳng. Cha mẹ nuôi lớn từ nhỏ tới lớn, đẻ mang nặng đẻ đau, rồi nuôi tới 18 tuổi. Tự nhiên 18 tuổi xinh đẹp, tự nhiên có cái ông nào nó mới gặp bỏ cha bỏ mẹ đi theo cái ông đó. Có phải vô lý không? Có phải vô lý không? Tức là chúng ta đã đối xử không đúng bát thánh đạo. Không biết ơn. Không biết ơn. Cho nên đạo Phật là đạo biết ơn. Cho nên hàng năm tới cái ngày Vu Lan thì sư tổ chức cái lễ mà sư sắp sửa tổ chức ở Ninh Thuận á, gọi là lễ rửa chân báo hiếu cha mẹ, mời cha mẹ già ngồi xuống, mặc áo đẹp, dâng trà dâng bánh, rồi con cái bất kể tuổi lớn bao nhiêu cũng phải rửa chân cho cha mẹ, tu sĩ cũng rửa chân cho cha mẹ luôn, để chứng tỏ cái lòng báo hiếu, cái lòng biết ơn. Người tu Phật mà không biết ơn thì coi như chẳng có tu cái gì hết á. Đó là bát thánh đạo đó, bát thánh đạo biết ơn. Con cái cha mẹ nuôi 17, 18 tuổi tự nhiên bỏ nhà, bỏ cửa. Nhiều lúc mẹ nói tao không gả mày cho cái thằng đó đâu, cũng bỏ luôn. Nói mẹ nói con đi, lỡ thương không rồi con đi luôn. Thế thì có phải là cái chuyện vô lý không? Cái chuyện chúng ta bạc bẽo không? Mà người bạc bẽo vua thì làm sao tu? Đúng. Phải không? Quá đúng hay quá. Chứ hơi thiên vị chút xíu, sư bao che cho mấy ông, sư không có nhắc tới mấy ông. Bỏ nhà đi theo vợ chứ có tử tế gì, phải không? Ừ. Tình trạng bây giờ sư biết ở Việt Nam có những gia đình cha mẹ già không chăm sóc, gửi cho người ta chăm sóc hay gửi vào cái nhà dưỡng lão, rất là tồi tệ. Lo làm ăn, lo này kia, viện cớ đủ mọi thứ. Có những người ở Việt Nam nó như vậy. Còn ở nước ngoài, ở Mỹ hay ở Úc, ở Pháp thì sư đi nhiều rồi sư biết. Có những người sư vào thăm ở nhà dưỡng lão, mấy ông già bà già nói, sư ơi sư về bảo con gái tôi nó tới nó thăm tôi, nó bác sĩ, cả năm nay nó không có vào ngày nào hết. Tôi mong nó mẹ già nằm trong nhà dưỡng lão chờ chết. Mà con gái là bác sĩ ở cách đó có chừng 20 cây số, một năm không vào thăm mẹ, chỉ đợi ngày Tết hay ngày Noel đó, vào thăm mẹ cho cái bó hoa rồi hôn mẹ. Như vậy gọi là biết ơn không? Cái người mẹ đâu có cần mấy thứ đó. Người mẹ cần thấy hình bóng đứa con, nhìn thấy nụ cười đứa con. Chúng ta phải hiểu điều đó. Tức là chúng ta sống vô ơn, tức là chúng ta sống theo cảm xúc ngoại hấp. Tức là những cái gì tiền bạc cơm áo hay là danh vọng này kia nó lôi cuốn chúng ta, mà chúng ta quên là sống với nội tâm, sống với cái sự thực của mình, con người thực của mình. Thì như vậy chúng ta đâu có tu.
Mà nếu quý vị có thở ra thở vào giỏi lắm á, là quý vị kiếp sau sanh ra không biết đó là cái con gì nó cũng thở vậy, các sinh linh nó đều thở hết quý vị. Các sinh linh nó đều thở hết. Đấy, chúng ta phải sống biết ơn, phải sống thật, nhất là đối với gia đình cha mẹ con cái, khi nó phiền não thì chúng ta thương nó, tại vì cái bản chất nó là như vậy, bản chất là như vậy. Rồi, quý vị nào có câu hỏi gì nữa? Dạ. Con thầy sư là chúng con cũng tranh thủ, nếu mà sư không cùng làm thì chúng con thêm một hai câu hỏi nữa. Dạ, dạ rồi. An Văn Tân, An Văn Tân được rồi. Thấy giơ tay, An Văn Tân câu hỏi đi. An Văn Tân, dạ, dạ. Hỏi đi. Dạ. Vâng. Bật mic luôn, luôn ạ, ngay từ giây tan. Vâng ạ. Con chúng con cảm ơn sư về bài giảng trong một cái thời gian rất ngắn và chúng con cũng thu nhận được rất nhiều kiến thức. Qua đây thì con cũng xin hỏi sư cách để mà hướng để làm sao mà hướng dẫn được cha mẹ mình và anh người thân mình một cách nhanh nhất đến được với chánh pháp ạ. Xà thú, xà thú. Cách mà hướng dẫn người thân mình nhanh nhất là chỉ có mình thôi. Quý vị đừng có mong là đem cha mẹ tới chùa hay là nhờ ông sư nào ông nói vô ích. Không làm được việc đó đâu. Tại sao? Tại vì cái kinh điển Phật cũng nói rất rõ, cái trường hợp bà mẹ của ngài Cấp Cô Độc á, mà ngài A Nan á thỉnh Đức Phật, nhờ Đức Phật giáo hóa dùm cho bà. Thì Đức Phật nói ta không có duyên, ta không có làm được gì đó. Nhưng ngài A Nan thỉnh cầu thì là cho nên Đức Phật ra, Đức Phật cho thấy, Đức Phật đứng trước mặt bà quay qua bên trái, Đức Phật thi hiện qua bên trái, bà quay qua bên phải, Đức Phật thi hiện qua bên phải, bà cúi đầu xuống, Đức Phật thi hiện đi ở dưới địa ngục á, và diêm vương ma quỷ nó ra nó quỳ lại Đức Phật, bà ngẩng đầu lên trời, Đức Phật thi hiện bay lên trên trời, đó là chư thiên quỳ lại, thiên nữ quỳ lại, bà nhắm mắt lại luôn, băng thêm giòn. Ngài A Nan đấy, ta không có duyên, ta không độ được. Cái người nào có duyên, người nào có cái gút mắt, người nào có ân oán, cha con chồng vợ, những người đó nói nhau nghe. Chính anh phải nói với cha mẹ và cái chuyện anh tu tập làm sao để làm tấm gương cho cha mẹ bắt trước, cái đó mới là quan trọng. Đi đứng nằm ngồi anh đều phải nghiêm trang, anh là người giữ giới, anh không uống rượu thì anh nói cha mẹ mới được. Anh bảo cha mẹ nói giới thứ năm không được uống rượu, cha mẹ nói tao thấy mày uống hoài, làm sao anh nói ai nghe. Cho nên mình phải tu trước, mình làm cái biểu tượng. Và cái tấm gương của ngài Xá Lợi Phất là bậc đại hiếu. Thực sự ra ngài Xá Lợi Phất mới là bậc đại hiếu, là tại vì trước khi ngài mất, trước khi ngài nhập niết bàn, ngài về quê cũ và ngài cho thấy là chư thiên tứ thiên vương đi xuống dưới cầm bô đổ cho ngài, bà ngài đi kết liền. Mà chư thiên á đợi tối tối khuya xuống mà ánh sáng quả hào quang sáng rực mà cầm bô đổ cho ngài, thì ngài thị hiện đó vậy thôi. Bà mẹ chuyên môn thờ thiên thôi chứ không có thờ ai hết á. Không nghe, cho nên nó thấy thiên vương xuống đó, ủa mấy cái ông này tôi thờ mà nó lại đi phục vụ cho con tôi, mới hỏi. Thì người em trai của ngài Xá Lợi Phất lúc bấy giờ đã chứng A-la-hán, đi trong cái tăng đoàn đi theo mới nói đấy, thực sự bốn ông đó là ông bốn ông trời á, ở trên trời rớt xuống á, ông phục vụ cho để ông lấy phước. Thế thì mẹ mới hỏi ngài Xá Lợi Phất là chuyện như thế nào, thì ngài Xá Lợi Phất mới nói đơn giản thôi, đấy quả thực bốn vị đó là bốn vị thiên vương và vì mến con cho nên xuống phục vụ cho con. Nhưng mà thưa với mẹ, Đức Thế Tôn là bậc thầy của con, ngài còn hơn thế nữa, con không ăn thua gì. Và như vậy bà lập tức bà khởi tâm hoan hỷ, bà xả bỏ cả những phiền não, xả bỏ những chuyện chấp thủ. Tại vì xưa bà chấp là tứ thiên vương là số một, tôi chỉ thờ tứ thiên vương thôi chứ tôi không thờ khác. Cho nên thứ nhất chúng ta phải tự tu tập, chỉnh đốn lại hành vi, lời nói, suy nghĩ của chúng ta cho được thiện toàn. Thứ nhì, chúng ta phải làm tấm gương cho cha mẹ, đi đứng nằm ngồi, rồi tự nhiên cha mẹ nghe, rồi cha mẹ hiểu. Ngoài quý vị ra không ai giúp cho cha mẹ được.
đấy. Chính Đức Phật ngài cũng sau khi á, ngài chứng đắc, ngài lên cung trời, ngài làm cái việc đó giáo huấn cho mẹ, không có ai làm được đâu. Đức Phật không giáo hóa bà già nhớ chợ được, phải có duyên, tức là phải có dính mắc, phải làm cha con chồng vợ, phải có thương ghét rồi nó nói nó nghe. Đó, cho nên chính quý vị mới giúp được cho cha mẹ, và chính quý vị giúp cho con quý vị nếu quý vị sống đời đạo hạnh, có thế thôi. Mình tấm gương hay quá, xa thú đúng hay, tuyệt vời sư ơi, quá tuyệt vời rồi. Rồi xin mời bạn tiếp theo là em Trương Văn Hoạt đấy ạ. Trương Văn Hoạt 1915 ạ. Hoạt bật micro lên ạ. Cảm ơn anh Ninh có câu hỏi hay. Nhưng mà thực sự ra cái pháp Bạch Đà Ma đó, Đức Phật muốn nói đó, nó không phải là cái hình tượng. Đức Phật là một vị đại lương y, vì bệnh mà ngài cho thuốc. Cho nên vì có một cái ông tỳ kheo, ông bị bệnh nặng, mà ông cứ năn nỉ nói làm sao 8 tháng nay con không có gặp Đức Phật, con sắp chết, con khổ quá, năn nỉ ngài A Nan, xin ngài A Nan thỉnh Phật đến. Phật đến, Phật mới nói ngươi thấy gì ở trong cái túi da bị thịt của Như Lai? Như Lai đây nè, túi da bị thịt, thùng phân nước tiểu hôi hám, có cái gì quý? Pháp là gì? Pháp là sự sanh diệt, tức là vô thường. Kẻ nào thấy được sự sanh diệt của các thứ, kể cả tư tưởng, kể cả tâm, kể cả con người, kể cả bông hoa đều sanh diệt. Mà Đức Phật nói kẻ nào thấy được sự sanh diệt, tức là thấy vô thường. Mà kẻ nào thấy được, thấy vô thường thì lập tức đó, từ bỏ cái ngã, tức là vô ngã. Mà có vô thường vô ngã, đó thì là xong rồi, nó phải vào dòng thánh thôi. Nên cho nên ở đây Pháp và Đức Phật sau khi nói chuyện với cái vị tỳ kheo bị bệnh, Đức Phật mới nói kẻ nào thấy vô thường, kẻ nào thấy sự sanh diệt thì kẻ ấy thấy Pháp. Mà kẻ nào thấy Pháp tức là thấy Như Lai, tức là thấy Phật. Thế thì trong cái quán thân thọ tâm Pháp á, cái Pháp ở đó không phải là lời Phật dạy. Tại vì lời Phật dạy là tùy bệnh và cho thuốc, Phật không có nói một cái này trúng cho người khác. Đó, người đau bụng Đức Phật cho thuốc đau bụng, người đau nhức đầu Đức Phật cho thuốc nhức đầu. Nói với năm anh em Kiều Trần Như, Đức Phật nói về tứ diệu đế. Sau đó rồi Đức Phật nói kinh vô ngã để cho bốn vị kia cũng tiến vào dòng thánh. Rồi cuối cùng khi gặp ngài Tsushima thì Đức Phật nói có cái khổ và có cái hết khổ, có hai cái à. Rồi sau đó có một cái bà già đó, bà ôm đứa con nó chết rồi á, nhờ Đức Phật cứu. Đức Phật đi kiếm hộp mè ở trong cái làng mà không có người chết. Tức là Đức Phật phương tiện thiện xảo để chỉ cho người ta thấy chân lý là sự sanh diệt, sự vô thường là đương nhiên, sự vô thường ấy chính là thường, là nó đều xảy ra, và đừng có chấp để mà khổ đau. Đó, cho nên cái pháp ở đây á, là sự sanh diệt. Trong cái quán thân thọ tâm pháp á, cái quán pháp á, là không phải quán lời Đức Phật, không phải quán hình tướng, mà quán thấy rằng các pháp nó đều diệt. Đức Phật nói rất rõ ở trong kinh đó, Đức Phật nói tiến trình của sự thành lập tư tưởng chính là pháp, tức là sắc ngoại do nơi mắt nhìn, tai nghe, mũi ngửi đưa vào thành sắc nội, là cái ở dưỡng ở trong tâm. Và khi ta phản ứng lại, ta có thọ, thọ sinh ra tưởng, rồi ta có tâm hành, tâm hành xong nó đưa xuống cái thức, nó nhớ. Nhưng mà thưa chư vị đừng có quan tâm mấy cái đây. Phật đã nói khi quý vị chết, tất thọ tưởng hành thức đều mất hết. Tại vì cái não nó chết. Cái não nó chết thì cái người mà chết não rồi thì không có thọ, không có tưởng, không có hành, không có thức. Cho nên sắc pháp nó không biết, cha đứng kế bên nó cũng biết nữa, tại vì nó chết não rồi.
nó là cái người thực vật, nó không biết, không cảm giác. Thế thì khi người chết, mắt tai mũi còn, nhưng mà thọ tưởng hành thức không có, vì não không có. Tất cả thọ tưởng hành thức đều do não, tức là hoạt tác của não. Thế thì Đức Phật nói rất rõ, thọ tưởng hành thức, sắc thọ tưởng hành thức đều mất hết, năm uẩn mất hết, nó trống không. Thế thì còn lại cái gì đi để mà đi tái sinh? Nó còn cái năng lượng do cái sự vô thức hành động một cách vô thức thì đưa xuống cái thức, thì nó còn một cái phần nhỏ, nó copy lại toàn thể những cái hành động của mình, ưa thích ghét buồn vui, nó đưa xuống một cái mà Đức Phật gọi là năng lượng Gandhara, mà có người ta dịch là hương ấm, thân trung ấm. Và có thân trung ấm, cái thân hương ấm đó, nó không đúng, người ta dịch vậy thôi, chứ Đức Phật nó Gandhara là một cái dạng năng lượng, khi đủ điều kiện thì nó sinh xuất ra một cái hình dáng. Là nếu đủ điều kiện nó có thể thành chư thiên, đủ điều kiện có thể thành súc sanh. À, cho nên hỏi tại sao vua trời mà cũng có thể rớt xuống làm côn trùng, trong kinh đã chết như vậy, là lý do cái Gandhara. Gandhara là cái năng lượng cuối cùng, nó rất là tuyệt vời, nó giống như là quý vị mà nấu cao á, mà cái cao mà tuyệt hảo nhất, nó có chút xíu thôi. Đấy, trong tất cả những hành động, suy nghĩ, đi đứng nằm ngồi của chúng ta, vì phản ứng lại các sự rung động từ môi trường bên ngoài thông qua mắt tai mũi lưỡi thì đều tạo nên thọ tưởng hành thức, tạo nên cái thức nó nhớ. Cho nên quý vị tiếp tục làm những cái quý vị đang làm. Ví dụ người viết tay trái thì cứ viết tay trái. Thế rồi cái viết tay trái nó đi đâu? Khi chết nó là cái thói quen, nó rớt xuống cái Gandhara. Khi nó sinh ra đứa bé nó cũng biết tay trái nữa. Đấy, nó biết tay trái nữa. Cho nên ta phải hiểu những cái gì ta đang làm là ta là. Tại vì ta đang làm thì ta là. Nó có quy ước dạy rất rõ như thế này. Vì tôi muốn cho nên tôi làm, cho nên tôi trở thành. Tôi muốn, tôi làm, cho nên tôi trở thành. Đơn giản vậy thôi. Nếu tôi không muốn nữa thì tôi không làm, thì tôi chẳng trở thành, chấm dứt sinh tử. Đấy. Rồi, sao? Quá tuyệt vời. Xin mời câu hỏi cho cuối cùng dành cho đồng hồ nhỉ? Vì chắc để sư cho sư nghỉ. Bởi vì là không sao, sư thì thoải mái thôi. Sư chỉ sợ okay. Là cho phép cái thời gian nó giới hạn đó. Không, thưa thầy, là nhiều khi chúng con là 10 giờ đêm mà không muốn nghỉ, với cái lớp của chúng con thì là có hơn 100 người nhưng mà tích cực học lắm ạ. Say mê và quyết tâm của lớp ạ. Nếu mà sư cho phép thì chúng con tiếp tục ạ. Xin mời đồng hồ. Cứ tiếp tục đi, có mấy câu hỏi thì hỏi nốt đi rồi chúng ta hồi hướng. Không? Dạ, con cảm ơn sư. Tối nay con học được rất là nhiều ạ. Con có câu hỏi như thế này ạ. Thưa sư, tự thì trong cuộc sống nó có rất là nhiều điều lo lắng, thì như con cũng có cha mẹ, con cũng có con cái, thì có nhiều nhiều điều cái con cha mẹ làm mình cũng không vừa ý, và con cũng có nhiều cái nó làm mình không vừa ý. Ví dụ như nãy sư vừa nói, nó cứ chơi cái điện thoại thôi thì cũng đã làm mình nổi sân lên, mình khó chịu. Thì con hỏi là ví dụ như trong khi con ngồi thiền tập, thì mỗi một cái thời thiền con tập xong thì con đều gửi lời cầu nguyện, con xin để cho con của con, cha mẹ của con cải thiện được những cái điều khó đó, thì con có được đạt được kết quả không ha sư ha? Và cái một câu nữa của con là như hồi nãy sư có nói là cái trong khi mà cái người sắp chết, người chết á, thì trong một phần triệu của giây thì cái tâm, cái thức đó sẽ tái sanh vào cái đường, cái những cái nơi nào mà cái thức, cái tâm đó nó hướng đến. Thì như vậy thì mình có cách nào, ví dụ như ngay cái người bản thân của cái người đó chết thì người có thể họ không có tự ý tự chủ được, mình ở ngoài này, ví dụ mình khi đó là con, là con bình tĩnh, con có thể có cách nào để con giúp cho người đó được không ạ? Rồi, sa thú sa thú. Hai câu hỏi đó từ chung lại chỉ có một cái thôi. Câu trả lời rất là vắn tắt như thế này. Nếu như cô gặp một người nghèo mà cô không có đồng xu nào trong túi thì cô có thể cho tiền người ta được không? Dạ không ạ. Dứt khoát là cô phải có tiền.
Tức là cô muốn chảy tâm từ cho thân nhân, cho con của mình, nó đi lạc đường, cho cha mẹ mình tính tình nóng nảy, mà mình lại không có tâm từ, mình thấy mình khó chịu, thì mình toàn là tâm sân, không là mình trả tâm sân cho người ta, chứ mình đâu có tâm từ đâu, mình trả cái gì. Mình phải tu tập tâm từ, tức là mình thấy Đức Phật dạy như thế này nè, chúng sanh đều hoàn hảo, quý vị nghe kỹ nè, chúng sanh đều hoàn hảo trong cái nghiệp riêng của họ. Cha mẹ nó khó chịu là tại vì cái nghiệp của cha mẹ, đứa con nó cả chết là tại vì cái nghiệp của nó là cả chết, mà không vì thế mà ta nổi tâm sân, ta phải tu tâm từ. Vì tâm từ nó đi với trí tuệ, hễ có từ có tuệ. Đó. Cho nên ta phải tu tập tâm từ. Rồi khi ta tu tập tâm từ, tự nhiên là ta chỉ cần hướng tâm mình, tức là như lý tác ý đó, hướng tâm về cha mẹ. Rồi sau khi ngồi thiền xong, tâm từ sung mãn, phải có tâm từ mới được, tức là tu thiền tâm từ, metta bhavana, tu thiền tâm từ. Đó. Có dịp tôi sẽ hướng dẫn cho. Thế thì khi có tâm từ rồi, tức là ta có tiền, ta mới chia cho cha mẹ được, chứ giờ ta không có tiền, ta không có từ, ta toàn sân không có chia cho ai. Thì lúc bấy giờ chỉ cần hướng tâm thôi. Hướng tâm á, nay con chia sẻ tất cả những cái tâm từ chúng con đã có được cho cha mẹ, thì theo như Phật dạy, được một phần, được một phần. Tức là ông triệu phú, ông cho tiền thì cái người khác nhận được, vì người ta có tiền, thế thôi, đơn giản. Còn đối với con mình cũng vậy, nó ngỗ nghịch, nhưng mà nếu mình dùng tâm từ, thì cái tâm từ của mình với cái tâm của đứa con á, nó dẫu là ngỗ nghịch, tức là nó ngược, dấu cộng, dấu trừ á, thì nếu mà cái tâm từ của mình nó quá mạnh, thì nó ví dụ như nó là cái cục, nó là cái ly nước sôi, nhưng mà cô bây giờ cô có một thùng phi nước lạnh, thì cái nước sôi đổ vào cái thùng phi nước lạnh thì nó nguội gắt à, nó không làm gì được, cho nên cô phải có tâm từ, và tâm từ thật là lớn, thì cô mới có thể trị được đứa con, dạy được đứa con. Ngài Anan trong cái dịch ở tại thành Vesali, Đức Phật giao cho trách nhiệm đi vòng quanh cái thành đó 7 ngày 7 đêm trên đất đầu trần và trải tâm từ. Và Ngài làm y như vậy, Ngài đi tới đâu Ngài trải tâm từ Ngài quá lớn, trong đó hết dịch. Tại sao người ta bị dịch? Ta chặt cây, biết đường xá, xây nhà, ma với quỷ nó không có chỗ ở nữa. Cho nên nó chọc phá cho người ta bệnh, nó chọc phá cho người ta đâm chém. Và bây giờ Ngài trải tâm từ, con ma, con quỷ nó không còn sanh được nữa. Nó mát mẻ quá rồi, nó đang nóng mà bây giờ được tắm nước mưa thì nó mát rồi, nó tha mấy cái người kia cho nên hết bệnh. À, cô muốn trị đứa con, cô phải có tâm từ trước. Mà muốn có tâm từ, cô phải thương cô trước. Tức là ăn uống ngủ nghỉ, cô phải thương cái thân của cô. Cô đừng có sân hận. Còn nếu cô còn sân hận thì vô phương. Cô trải tâm sân không, chứ không có trải tâm từ thì không giúp gì được ai hết. Hay quá. Dạ, con ghi nhận lời thầy. Tư dạ. Xa thú. Chúng con cũng hay hồi hướng công đức, và con cũng nói là mọi người muốn hướng công đức là phải có công đức. Chứ nếu không có công đức thì đâu có hồi hướng được. Không có hồi hướng gì được. Thì đó, thì chúng con cũng đang chuẩn bị làm cái hướng đức, thì bây giờ mọi người cũng không công đức thì không có, lại cứ muốn hồi hướng công đức thì chẳng làm cái gì cả. Thế là cái sư bài hôm nay là cứ tất cả cùng hay quá đấy ạ, cùng càng nấm cái đó. Đúng là muốn cho tiền thì phải có tiền, tiền thì không có thì làm sao mà cho được. Muốn hồi hướng công đức mà công đức chẳng làm cái gì cả, cứ ngồi đấy đợi thì không phát tâm thành kính thì không có được. Hay không quá. Bao giờ mưa mà nó rớt xuống ở trên trời rớt xuống được. Bây giờ sư nói thí dụ cái đạo tràng này nè. Dạ. Đạo tràng này đó không phải một sớm một chiều mà có 100 người tới mà ngồi chịu nghe pháp, tu tập, ta ăn chơi, ta nhảy đầm. Cái thứ nhất. Cái thứ nhì, tiền đâu mà làm. Đâu cũng phải tự nhiên mà nó trên trời rớt xuống có một cái như thế này để rồi mà cùng nhau mà cùng tu. Tức là phải người hy sinh bỏ tiền ra, bỏ công sức làm. Còn không phải một ngày một buổi mà nó có được 100 người. Nó cả 2-3 năm, 3-4 năm rất là cực khổ. Nhưng mà người tới thọ dục có hiểu không? Hay là thưởng thức rồi á, là vào đó 3 phút rồi nhảy ra 2 phút. Giống như cốc nhảy ra nhảy vô, như vậy đâu có tu. Mà như vậy là bạc đãi cái sự không biết ơn cái những cái người mà họ đã tạo dựng ra được cái phương tiện này. Thì như vậy chúng ta trước hết là chúng ta đã không có lòng biết ơn rồi thì làm gì có tâm tử. Một cái nho nhỏ thôi. Mà chúng ta nhảy vào 2 phút sau buồn buồn đi uống cà phê,
tắt một cái nhảy ra, như vậy đâu có tốt không? Đó, hoặc là nghe cái ông sư ông nói không vừa ý, tắt cái màn hình đi, như vậy cái tâm đó là tâm sân, nó không có tu. Như vậy nó có thành tựu cái gì? Mà muốn có tâm từ thì làm sao mà nói rải tâm từ, làm sao hồi hướng cho ai công đức? Công đức là cái nội lực tu. Và Đức Phật nói cái sự hồi hướng quan trọng nhất, cái sự cúng dường quan trọng nhất là tu cho thành tựu. Tu thành tựu mới là cái cúng dường tối thượng nhất. Không phải là quý vị lo xây chùa, không phải là quý vị đi kiếm ông thầy này, ông thầy kia. Rồi có nhiều người cứ gặp sư nói sư ơi, sư rờ đầu con chút cho nó thông minh. Tu mà rờ đầu cho nó thông minh được, Phật còn làm được, làm sao sư làm được? Phật không giải nghiệp chúng sanh được, Phật đã nói rõ ràng. Quý vị tự giải nghiệp. Rồi còn ai nữa? Con bạch sư, con có câu hỏi này, con cũng thắc mắc này, tức là con cũng có lời giải nhưng con chưa thấy thỏa mãn, tức là con bạch sư là cái trường hợp của ngài Angulimala, tức là ngài giết đến 99 người, 99 người mà tại sao mà tức là ngài vẫn được trắng chứng được quả là hán. Thế mà tất nhiên ngài trả nghiệp mà bị đập đấy, thế nhưng mà con nghĩ cái nghiệp mà ngài đã gây giết người khủng khiếp như vậy thì lý giải cái chuyện là như thế nào mà cái tội ác nó lớn như vậy mà vẫn chứng quả à, vẫn xa thú. Bây giờ nói thứ nhất là trả lời anh, thứ nhất phải nói như này. Dạ. Ở trong này có ai giết người chưa? Chưa không, chưa ai giết người hết. Chưa giết người. Angulimala giết 999 người còn chứng thánh, giải thoát nhập niết bàn, không có đau nữa. Mà quý vị không có giết ai hết là quý vị phải hơn ngài rồi, quý vị tu phải chứng thôi chứ, tại sao không chứng? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ gì á, tại sao ngài tu chứng được? Tại sao chứng được? Tại vì ngài tu tâm từ. Khi Đức Phật nói ông giết người ta, ông có biết rằng thân nhân của những người chết nó khổ đau như thế nào không? Nó chết rồi thì không sao, nhưng mà thân nhân của nó, cha mẹ và con nó đau khổ vô cùng. Cho nên chúng ta làm cái điều gì cho ai chúng ta nên thận trọng, còn thân nhân của họ bị đau khổ nữa. Và khi ngài hiểu được điều đó, ngài khởi cái tâm từ, ngài ăn năn hối lỗi. Cái điều quan trọng là Đức Phật dạy cái bí mật là như thế này. Đức Phật dạy cho ông phá cái ngã. Ngã do năm uẩn mà thành. Và cái đó là tiến trình của năm uẩn thành lập ở trong não. Và khi ông hiểu được thì lập tức ông chứng thánh thôi. Tại vì khi phá được ngã là chứng vào dòng thánh. Quý vị còn ngã, tức là còn tôi là, tôi đang là, tôi đang làm, thì còn tiếp tục sanh tử luân hồi. Ngài Huệ Năng á, ở bên Bắc Tông á, có một câu rất là hay, rất là hay, là xưa nay không một vật thì bụi trần nào bám. Ngài đối lại với ngài Thần Tú, ngài nói xưa nay không một vật thì bụi trần nào bám. Tại vì ta chấp nhận có Phật, cho nên ta phải thờ Phật. Phật đâu có cần ta thờ. Phật tức tại tâm mà. Nếu tâm trong sáng thì tự nhiên là Phật. Đó. Mà ta còn chấp phải có chùa, mà phải có chuông mõ, rồi ta mới tới đó ta tu. Và ông thầy này nói hay, ta mới tới ta tu. Tất cả đều là do năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức tạo nên những sự ưa thích ghét, sự phân biệt rất là tai hại. Thế thì tại sao ngài tu được? Tại vì ngài phá được cái ngã. Tức là ngài nghĩ rằng đó chỉ là năm uẩn thôi. Năm uẩn tương tác nó tạo thành, mà hễ phá được cái ngã rồi thì ngã đã không còn, thì nghiệp vẫn còn. Biết 999 người là nghiệp nó vẫn còn, nhưng mà ngã không còn thì nó đâu có bám cái chỗ nào được. Không lẽ cái nghiệp nó đi bám chân không? Hay quá. Rồi. Hay quá. Quý vị còn câu nào nữa không? Hình như còn một câu. Vâng, sư, nhưng mà cái vấn đề đấy, thế tại sao ngài Angulimala giết đến nhiều như vậy mà nghiệp của ngài trả rất ít, và trong khi đó thì ngài Xá Lợi Phất thì lại đệ tử số 1 của Đức Phật mà lại bị băm nát như thế, thì đấy giải thích như nào? Ngài Mục Kiền Liên bị băm nát. Tiền kiếp của ngài Mục Kiền Liên đó là bất hiếu với cha mẹ, đánh đập cha mẹ, cho nên nó trả cái nghiệp nó như vậy, và ngài biết tới cái lúc phải trả. Xin lỗi quý vị nha, thánh tăng cũng phải trả quả. Nếu quý vị tiếp tục tạo nghiệp, quý vị tiếp tục trả. Ngài Mục Kiền Liên, đại đệ tử thần thông bay lên trời xuống mà vẫn phải bị băm nát thây. Ngài Hoa Sắc là thánh nữ, đại đệ tử của Đức Phật, có thần thông đủ mọi thứ, cũng bị hiếp dâm. Khi quả đã trổ chạy không khỏi,
không phải là thánh rồi mà thoát đâu. Và ngay cả Đức Phật 3 tháng ăn uống ngựa bị ta mắng chữ vu oan, nghiệp là phải trả thôi, hoan hỷ. À. Và khi Đức Phật ngồi ở trong kinh Trung Bộ, Đức Phật mô tả như thế này: Đức Phật ngồi giữa chờ, có một cái ông đi ngang nhổ nước miếng ngay mặt. Đức Phật hỏi các chư tăng đứng dậy đòi là tính là kiếm chuyện với ông. Đó, Đức Phật đáp lại, Đức Phật nói: này hiền giả, còn gì nữa không? Và ông đó bỏ đi. Ngày hôm sau ông có quay trở lại quỳ dưới chân Phật, xin sám hối, xin Phật tha lỗi. Đức Phật nói: ông kiếm cái ông ngày hôm qua đó, còn ta là ngày hôm nay rồi. Quý vị có hiểu không? Đấy, nó có bao nhiêu thôi. Khi đã phá được cái năm uẩn, tức là không có cái ngã, thì dẫu là cái nghiệp cỡ nào nó cũng vụn rơi hết. Trong tiền kiếp của Đức Phật, biết bao nhiêu kiếp Ngài đã tạo những nghiệp thiện, nghiệp bất thiện đều có. Kinh sách chép, kinh tiểu bộ chép đầy đủ. Nhưng mà tại sao Ngài thành Phật? Tại vì lúc Ngài đã thành Phật rồi, nghiệp nó không có bám nổi. Bây giờ đó, ông đã là tỷ phú rồi, ông có 1 tỷ đô rồi. Mà ông mắc nợ ở trong nước Việt Nam, ông mắc nợ cho chừng 100 tỷ Việt Nam thì anh thua cái gì? Hay quá. Cái tâm từ quá lớn rồi, tâm từ yêu thương tất cả vũ trụ. Chứ không phải là tâm từ yêu thương một con người, tức là diệt được bản ngã. Và Ngài Huệ Năng có câu rất là hay: xưa nay không một vật, tức là cái tâm mình đừng sanh khởi. Tâm không sanh khởi thì nghiệp không theo nổi. Nghiệp vẫn còn mà nó không bám được, tại vì không có chỗ để bám. Cái tâm không sanh khởi ở đâu? Ở trong cái ngồi, quý vị ngồi thiền nè, quý vị thở vào thở ra, quý vị đều có suy nghĩ. Suy nghĩ thấy Vũng Tàu, suy nghĩ thấy Hạ Long, suy nghĩ thấy con tôi, suy nghĩ thấy chồng tôi, suy nghĩ cửa nhà chưa đóng, con tôi không biết uống sữa chưa. Cả ngàn thứ nó còn ở trong đầu. Cho nên Đức Phật nói: bớt đi, yểm ly độc cư, bớt nhìn, bớt quan hệ những cái người mà lang thang, những cái người không cần thiết, chúng ta bỏ bớt đi. Chúng ta sống hàng ngày, bớt giao tiếp. Tại vì càng giao tiếp thì Đức Phật nói ở trong bài kinh Gò Mối, ở kinh Trung Bộ, Đức Phật nói: ban ngày phun khói, ban đêm tỏa sáng, đều có nhân quả hết. Mắt tai mũi ghi nhiều vào thì nó là như vậy thôi. Cho nên sư là sư tu ở trong rừng, sư cứ nhìn thấy cây cối không à, chứ không nhìn thấy ai hết, nó không có phiền não. Rồi quý vị còn câu hỏi gì nữa không? Có chúng ta hồi hướng nha. Dạ vâng, chúng con có cái là xin dừng ở đây ạ, để sư còn nghỉ. Vô cùng biết ơn sư ạ. Dạ, xin cùng. Trong, sư đang ở thư viện ở dưới núi, mà từ cái chỗ sư đi lên là 7 cây số đi đường đất. Sư giờ phải đi bộ về cái cốc của sư. Ở trên quá. Quý vị hoan hỷ cho nha. Thành tâm xin lỗi ạ. Dạ. Không sao. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện cho những phước lành do sự tu tập thanh tịnh trong giáo pháp của Như Lai giúp chúng con nhận rõ cái nghiệp báo đều do chúng con tự tạo, do cái thân, cái khẩu, cái ý. Nếu chúng con còn khởi tâm thì còn sanh diệt và cần tiếp tục trôi lăn trong 3 cõi 6 đường. Nguyện cho những phước lành do sự tu tập này hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc của chúng con đã mất. Nguyện cho các vị ấy cũng thấy rõ được chánh pháp, xả bỏ mọi sự chấp thủ, sanh về nơi cảnh lành. Nguyện cho những phước lành do sự tu tập thanh tịnh của chúng con trong giáo pháp của Như Lai, trong chánh pháp này, chia đều với thân bằng quyến thuộc còn đang sống. Nguyện cho những các vị ấy luôn tránh ác làm thiện, xả bỏ mọi sự chấp thủ, luôn tu tập tâm từ. Và nguyện cho chúng con được thấy rõ chánh pháp, ghê sợ tội lỗi, biết phạm quý sám hối, biết ghê sợ những cái hậu quả của sự tái sanh. Cho nên cố gắng tu tập tránh ác làm thiện luôn luôn. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Chúng con thành kính biết ơn sư. Bài giảng hôm nay quá hay ạ. Đây là một, có lẽ là bài giảng thuộc diện hay nhất từ bé rồi con được nghe này. Thực sự là như vậy, nó tóm tất cả. Con nghe rất nhiều nhưng bài giảng hôm nay quá hay luôn ạ. Dạ. Thành thật cảm ơn. Trước hết xin kính lễ chư tôn đức có mặt trong đạo tràng. Ở trong này cũng có vài vị sư, xin thành kính tri ân các ngài đã đến chứng minh cho đạo tràng được thanh tịnh. Cảm ơn anh tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hồng đã từ bi tạo phương tiện để cho quý vị cùng tu học và sư cũng tu học, để khi mình thấy quý vị hành trì như thế nào sư cũng phải bắt chước.
Và thứ ba nữa là xin cảm ơn tất cả các quý vị thiền sinh đã tu học nghiêm túc, thấy rõ các sự khổ của thế gian, sự khổ của sinh tử luân hồi, sự khổ của sự tạo nghiệp nơi thân, tạo nơi ý. Cũng mong tất cả các quý vị có được một ngày an vui, và nên nhớ biết ơn tất cả mọi người trong gia đình, kể cả cha mẹ, con cái cũng phải biết ơn nữa. Con cái nó cũng dạy cho mình nhiều điều hay. Và chúng ta cũng nên biết ơn nữa, vì chúng nhờ nó mà chúng ta cũng thay đổi được cái tâm thức của chúng ta. Trước khi sư rời, sư có mấy câu thần chú mà sư không biết là quý vị có chịu học thần chú không? Dạ, con biết ơn thầy ạ. Quý hoa quá. Dạ, con biết ơn thầy ạ. Mà muốn nghe thần chú mà. Có. Thần chú của sư như thế này. Mỗi lần mà thí dụ như con mình, chồng mình, vợ mình, cha mẹ mình, mà hay là bạn mình mà mắng chửi mình và nói rằng là mình làm sai, thì câu thần chú quý vị phải nói tụng như thế này nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu mà nói với con Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hay là mô Phật cũng được, mô Phật, mẹ sai rồi, mẹ xin con tha thứ, mẹ hứa từ nay mẹ không làm nữa. Ba câu thần chú. Thứ nhất, mẹ sai rồi, dẫu mình đúng nhưng mà nó nói mình sai, tức là nó đúng theo quan điểm của nó. Cha mẹ, chồng vợ, bất cứ ai mà chỉ trích mình, nói mình làm sai, thì mình phải nói con sai rồi, mẹ sai rồi, em sai rồi. Và nói với chồng, em xin chồng tha thứ cho em. Và câu thứ ba, em hứa em sẽ không tái phạm nữa. Câu thứ nhất, em sai rồi là phá cái ngã. Nếu quý vị phá được cái ngã, quý vị chứng từ đầu này. Câu thứ nhì, em xin chồng tha thứ, tức là cắt đứt oan trái. Vì có oan trái cho nên người ta mới trách. Không có lửa, không có khói. Nó có duyên. Câu thứ ba, em hứa em sẽ không tái phạm nữa. Tức là mình ngăn ngừa những cái tội lỗi sắp xảy ra, tức là chánh tinh tấn. Và chỉ cần ba câu thần chú đó, nếu quý vị cứ thực hành đều ở trong gia đình, sư bảo đảm gia đình sẽ rất là hạnh phúc và bản thân sẽ được an vui. Sư xin ngàn vạn lần biết sư, biết ơn sư ạ. Sư còn rất nhiều lắm. Có khi đêm nay đến biết ơn sư ạ. Con hiến đến nay có khi có những bài, có những thiền sinh là đắc quả của nhập lưu đấy ạ. Nhưng sau cái bài này có khi đắc quả luôn đã. Sư còn chừng tuần nữa thì sư cũng về Việt Nam, ở tại Ninh Thuận. Nếu quý vị có dịp thì ghé Ninh Thuận sông Pha thì gặp sư cùng tu học nha. Rồi sao? Biết ơn thầy. Dạ, con biết ơn thầy. Biết ơn thầy ạ. Con biết ơn hai thầy nhiều lắm ạ. Được, cùng thầy chúng con biết ơn thầy ạ. Dạ có thầy ơi. Ơi có thầy ơi. Đấy, sư đang bệnh ở bên Úc, mà bên Úc lệch cho mình 3 tiếng, bây giờ cứ gọi là 10 giờ là bên đấy là 1 giờ đêm rồi đấy, 1 giờ sáng. Mà thầy còn leo bộ sáng rồi đấy, 7 km nữa mới về. Còn leo bộ 7 cây nữa đấy, đấy mới lên được cái núi. Thưa quý vị thấy tâm của ngài như thế nào chưa? Mà bên Úc lệch mình 3 tiếng, đi trước mình 3 tiếng, đúng không? Thì bây giờ có phải là gần 10 giờ, có phải là bên đấy là mấy giờ, 11 giờ, là 1 giờ sáng. Bây giờ đem treo 3 tiếng lên núi thì bên trên đến dưới có mạng, dưới núi còn đón internet, đúng không? Thế thì bây giờ phải xuống núi để giảng cho chúng mình. Mà bài giảng này là con rất là thế là rất hay đấy. Có khi là đêm nay mà có ai chứng quả thì phải báo ngay. Hôm nay ngài thầy hôm nay con là con chưa tìm được cái đoạn kinh mà có ngài chứng quả A-la-hán. Nhưng hôm nay thầy có nói là trong bản kinh con phải tra lại thì mình đọc thế nào mà đã không thấy. Tức là có cái, có mấy mấy thầy. Thầy ơi. Sao? Vậy là mình là cư sĩ là có thể được chứng A-la-hán thầy ơi. Đây, sư vừa nói này, thì là có bao nhiêu vị đấy, là lúc này có mấy vị nhỉ? Có 48 vị. 21 vị nam, 27 vị nữ chứng A-la-hán. Và ngài cũng nói là ngay bây giờ ở Thái Lan và Miến Điện có hai người chứng A-la-hán là hai cô nữ nhá. Thành ra lớp mình nữ cứ yên tâm mà chứng đó, tôi không có suy nghĩ gì cả. Đừng có nghe tới đây ở Việt Nam, tới đây ở Việt Nam là có khoảng vài người nữa đây ạ. Tối nay lớp mình có ai chứng A-la-hán không? Bây giờ thầy đừng chứng A-la-hán ấy, còn chứng quả nhập lưu nhất là bất ngàn được cũng bình thường. Tại sao lớp mình thầy hôm bữa cái chỉ tiêu là phải chứng A-la-hán?
Thế còn cái nhập lưu nó quá bình thường. Cái ngày đó là ngay thời nay mà ở Thái Lan thì Miến Điện còn có hai người phụ nữ không phải là còn tăng được nói đến cư sĩ nhá. Thế chứ bây giờ lớp mình là phải yên tâm mà chứng tâm được. Nói luôn đêm nay ai chứ quả là Hán thì mai đi gặp luôn. Nhớ gì? Cho nó nhanh. Tôi dùng cái băng lăn lên pha lên tăng và đi gặp. Thế này cứ là lại tăng dục rồi đấy ạ. Thế ơi. Không, cái đấy là dục nghi túc. Mình phải dục là mình phải có mong muốn tu tập chứ, nếu mà không mong muốn tập thì sao mà tu tập được. Mình phải mong muốn tu chứ, và nếu không mong muốn tu thì tối nay đi ngủ đi chơi rồi. Cái chúng ta học ở tứ nhi túc tối qua học chưa hả? Tối qua chúng ta tứ nhi túc đúng không? Tứ nhi túc thì trong cái đầu tiên là dục nhi túc, là dục ở đây là mong muốn tu tập. Chứ không mong muốn tu tập thì cô vào lớp này làm cái gì, đúng không? Đúng không ạ? Thế thì như con cũng thông báo từ trước ấy, là cái bản kinh hôm trước là con có nhớ là lần trước thì mình tâm hạnh để nói về ngũ uẩn, thì sau đó em quý vị có nhớ là hôm trước con dặn là bản kinh tiếp theo mình học là bản kinh gì chưa, có nhớ không? Đúng rồi, hôm nay thầy giảng với tư niệm xứ thì lần trước thầy giảng ngũ uẩn, năm sau là giảng ngũ uẩn, thì bây giờ hôm nay nói đến sự thì kinh tứ niệm xứ nó có hai bản kinh, ở trong Trung Bộ là bản kinh số 10, bản kinh tên là kinh niệm xứ, còn trong kinh Trường Bộ thì có bản kinh là đại niệm xứ kinh số 22. Nhưng mà chúng ta học đại niệm xứ bởi vì đại niệm xứ nó dài hơn mà đủ hơn là kinh niệm xứ. Hai bản kinh nó con gần như được thuộc lòng, cho nên là chúng ta sẽ học ở đó nhá. Thì hôm nay ngài nói về những cái vấn đề chính ở trong niệm xứ rồi, thì tóm lại có hai bản kinh là kinh niệm xứ là bản kinh số 10 trong Trung Bộ, và kinh đại niệm xứ là bản kinh số 22. Nhưng chúng ta sẽ học đại niệm xứ à, thì quý vị đọc trước nhé. Cứ đọc kỹ để nào. Tối mai tất nhiên là không học, tối mai có thì chúng ta ôn bài thôi, chứ còn không học bài mới, vì tập trung cho nó chắc chắn. Mà chúng lộ trình chúng ta theo đi đúng ạ, đúng là từ đây là từ thứ nhất là kinh trưởng pháp luân với là bốn cái sự thật ví diệu, bốn sự thật của bậc thánh, sau đó chúng ta chuyển bát chính đạo, sau đó 12 nhân duyên, sau đến 7 con đường và 37 chư Phật đế. Và hôm nay thầy cũng nói một cái gì nữa, phải tu tập tất tật, và cái chốt cuối cùng là kinh là gì ạ, là niệm xứ. Và chốt cuối cùng này, thì sau cái bản chốt cuối cùng là xong giải tán lớp này nhé. Thế là thôi mọi người tự đi chứ, mỗi người thành A La Hán hết rồi, với lại ít nhất là nhập lưu thì mở các lớp mới đi dạy thôi, thì lớp này còn giải tán là xong nhớ, được chưa, thống nhất không ạ? Không thế ạ. Thế bây giờ xong hết, thầy nói là cái bài kinh cuối cùng đó là tứ niệm xứ là xong, thì con đúng lộ trình mà những cái người chứng đắc là họ đều theo lộ trình đấy hết. Đầu tiên mình đi là đấy đã học, còn thực hành thì chúng con thầy cứ giảng, thầy cứ giảng đủ cho chúng con 37 phần đạo đấy. Thứ ba mày giảng tối qua là gì nữa, hay là tối qua giảng gì nữa? Giảng mỗi giảng xong lại ít nhất là phải 7 lần nữa, là 49 lần. Thầy ơi, giảng một lần không thông thạo được đâu thầy. Thôi tóm lại là hôm nay rất hoan hỉ đấy nhé. Thì con cũng biết, chúng ta học hành biết ơn nhé. Đặc biệt là con biết ơn ban tổ chức. Đấy, thầy nói là bây giờ cái công lao để xây dựng được một cái tăng thân cả trăm người này là phải công lao rất lớn, là phải biết ơn. Thế đôi khi chúng ta cũng quên biết ơn, bố mẹ có biết ơn đâu. Thầy là con mới đưa cái thiền biết ơn vào cái lúc ăn trưa ngày khóa tu ấy, để mình nhớ biết ơn với bố mẹ đầu tiên, nhớ chưa? Thế không? Thế các vị chứng quả thánh họ đều theo lộ trình này hết. Tất cả theo lộ trình hết. Thế chưa? Như thế nào? Chúng ta biết ơn nhé, thiền biết ơn có không? Thế rồi chúng ta đi đúng lộ trình là tứ thánh đế này, bát chánh đạo, 12 nhân duyên, 7 con đường, 3 thể chuyển, và kết thúc bằng tứ niệm xứ. Đúng không? Thì bài này bài cuối cùng sẽ giảng nốt vì cũng đi kịp giáo trình đó. Để qua vòng 1. Đấy, thì đúng như thế, và chúng ta biết ơn, mà đặc biệt là biết ơn tổ chức. Thì con nói luôn, con chả làm được cái gì cả đâu. Quan ban tổ chức mà không tổ chức thì cũng kịp. Cái Zoom thì có một chuyện, ai đi trực, ai đi mở, ai tổ chức, ai đủ mọi thứ vất vả. Con thì có làm gì đâu. Ăn xong cứ lêu kêu đi nói vớ va vớ vẩn thế thôi, có làm gì đâu. Đấy. Thì biết ơn ban tổ chức. Biết ơn là bây giờ mở cái lớp này như thầy bảo đấy, có một số vị chẳng biết ơn gì cả, xong vào xong lại ra, xong lại vào xong làm việc riêng, thầy bảo chả biết ơn thì đấy là cái đấy làm gì có, làm gì có cái gì đấy, thầy bảo là cái từ gì quên luôn rồi. Có những người vào xong lại ra, xong có người là còn tắt cam lên, xong vừa cho con bú hay là mày cãi nhau, hay là cái phòng thiền chúng ta phòng tiền phải chỗ im lặng, thì có những người cứ như cái chợ, thế thì làm sao mà tốt được. Và cái việc thông báo lại nữa là chúng ta sẽ hồi hướng công đức vào ngày rằm tháng 7 là kết thúc ăn cư kết hạ. Thì quý vị mỗi người tự biết cho mình có làm được công đức gì không mới có hồi hướng. Chứ công đức thì chẳng làm cái gì cả. Thầy nói đây thầy đưa cái rất hay mà. Con nói là gì nó thấy chưa? Bây giờ muốn cho người ta tiền phải có tiền. Thế giờ tiền chả có thì cho cái gì? Thì chúng ta phải làm công đức. Tùy mọi người tự hiểu, tự biết mà làm từ nay đến hôm
rằm tháng 7 nhé, để mọi người tự hiểu, tự biết mà tự làm. Còn không công đức thì không không hồi hướng đâu. Nếu mà không có tiền thì làm sao cho người khác tiền được. Hồi hướng thì cũng vô nghĩa. Và chúng ta phải cùng làm được cả lớp cùng hồi hướng thì nó sẽ được nhiều hơn. Chứ giờ lại có 2-3 người làm thì giống như là cho tiền 1 triệu người đến xin. Mà mình có mỗi 10.000 đồng bạc thì cho cái gì? Hay có những người hồi hướng thì phước đức có làm tẹo teo là hồi hướng cho 10 người gia đình họ hàng nhà mình một cái list dài đến nửa mét. Thế thì sao năn thua chứ? Phước đức của mình có mỗi tẹo teo là hồi hướng cho cụ, cho ông, cho bà, cho tổ, cho tiên, cho đủ thứ các thứ. Thế thì chúng ta thấy nó có ổn không? Phước thì tẹo teo mỏng, phước thì mỏng, hồi hướng thì lại tâm tham là muốn hồi hướng thật đông người, danh sách được cấp đến 10 người, hồi hướng chỉ cần cho một người thôi, cho nó tập trung vào để hết đi cho nó ngon lành đi, mình cứ loạn xạ vào lên. Thế nhưng mà thôi hôm nay sư giảng thế thì con vớ vẩn, một người nó không tin, nhưng mà sư giảng thì chắc là mình phải tin. Đấy. Học trò và sư mà còn chứng đắc như thế thì chứng quả của sư là cũng ngon lành đấy. Rồi, chúng con biết ơn thầy rất nhiều ạ. Biết ơn thầy. Con chào thầy. Con xin được chào thầy và anh chị. Con thầy, con chào thầy. Con biết ơn thầy, biết ơn ban tổ chức ạ. Bye bye. Tiếp tục thiền nhé, thiền ơi. Nay phải thiền đấy nhé. Không bây giờ có quên thiền không ấy? Thiền đúng từ phút giây, không có máy nữa rồi. Thiền đúng từ phút giây, không nhớ lúc đấy. Hay giờ lại đi mải đi leo kêu rồi đấy. Tiếp tục thiền đến khi đi vào giấc ngủ. Được không ạ? Có nhớ không? Cả nhà luôn. Dạ, dạ. Con chào thầy. Thầy nhớ.